luận cũng như là đưa ra cái cách để xác định vị trí các đường may đó. Dạ, đó là ý kiến của em ạ. Ok, còn gì nữa không Tuyết? Dạ hết rồi cô. Rồi, cảm ơn Tuyết. Dạ. Rồi, cô mời Yến. Dạ, em chào cô ạ. Em góp ý phần nội dung rồi, em thấy mục tiêu là đã ổn rồi ạ. Nội dung ở cái mục 3.2 là ở cái chỗ mà may mô hình phát like. Em không thấy là bạn ghi rõ chỗ này là mình sẽ hoạt động theo nhóm hay là hoạt động theo cá nhân. Cái chỗ này mình nên ghi rõ. Rồi đến cái phần tiếp theo. Là may ráp quần. Cái chỗ này mình nên có một cái hoạt động nào đó để cho các bạn tự tự xây dựng cái quy trình này, chứ không cần phải mình phải trình bày chỗ này với cô, tại em thấy chỗ này cái quy trình nó cũng khá là đơn giản. Nếu được thì mình tổ chức cái chỗ này, nó mình không phải trình bày mà các bạn tự tìm ra cái quy trình này. Cái chỗ phần dạ em hết rồi cô. Ok. Cô mời Thư đi, Thư. Alo. Alo. Em thấy cái phần mục tiêu với nội dung của bạn nhìn cũng khá ổn đó cô, nhưng mà cái góp ý của em thì cũng có một phần giống của bạn Tuyết với lại bạn Yến, là cái phần tiêu chí chấm chấm điểm thì em nghĩ là cũng nên có rõ ràng để cho cả hai bên đều thuận lợi trong công việc chấm điểm của cô. Còn về cái phần mà nội dung của bạn thì em thấy như vậy là cũng ổn rồi cô. Cái thấy vậy là được. Được rồi hả? Dạ. Tại vì cái phần ý kiến của em nó cũng giống giống của bạn Yến. Ok, cảm ơn Thư. Mời Thơ. Mời Thơ và Vi có ý kiến gì thêm không nào? Thì có biết đó. Dạ em không có ý Thì kiến gì hết ạ. có tên trời. Ok, không ý kiến nha Thơ. Rồi Dạ không ạ. Vi có ý kiến gì cho bài của Thùy không? Em nghĩ bài của bạn với mấy cái góp ý của bạn của mấy bạn khác chắc là như vậy cũng sẽ ổn rồi ạ. Ok. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi góp ý cho bài của Thùy nha. Thì cái bài của Thùy á, ở đây nè, cô thấy là cái phần nội dung của mình là sẽ có 3 nội dung chính, đúng không? 3 nội dung chính là giới thiệu về đường may, đường dàn quần, vòng đáy và vòng lai, bảo nào. Sau đó may cái mô hình bắt lai như thế nào, và thứ ba là ráp hoàn chỉnh quần tây. Thì 3 nội dung chính tương ứng với 3 nội dung chính này em sẽ đi giải quyết, nhưng mà trong cái phần giải quyết vấn đề cô lấy thấy là tới 4 1 3.1, 3.2 và 3.3 và 3.4, bảo nào. Như vậy trong cái phần 3.4 thì thật ra nó nằm ở trong 3.3 đúng không? Chưa? Tức là khi mà đứng cho mày dạy bài cho xong
Như vậy trong cái phần này lưu ý nè, khi mà chúng ta bố trí, chúng ta phân 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 to phân bố, tức là chúng làm trong cái đề cái giáo án á, chúng ta phải rõ ràng ra. Thứ nhất là về mục tiêu là chúng ta làm cái gì, để đạt được mục tiêu đó thì các bạn mới đi qua cái phần nội dung của bài. Đó là tương ứng với mục tiêu nè. Như vậy thường thường ở đây thì cái mục tiêu ở đây nè, không, hai cái ở đây bạn ghi là có hai cái mục tiêu thôi. Mục tiêu đầu tiên là may ráp hoàn chỉnh, mục tiêu thứ hai là nhận diện và đề xuất những biện pháp khắc phục. Thì hai mục tiêu này bạn đi giải quyết những cái nội dung này nó có phù hợp chưa? Đó nè, thứ hai nữa cần rồi mục tiêu ở mục tiêu bài học của em là em ghi đây, em ghi hai cái mà trên cái mục tiêu ở trên này, mục tiêu của bài này em ghi như thế này đúng chưa, mục tiêu tức là 1 2 3 4, nhìn vô đây là có bốn mục tiêu đó nè, 1 2 3 4, bốn mục tiêu mà đi xuống dưới này nội dung dưới này thì mình lại trình bày có hai mục tiêu, thì hai cái mục tiêu này nó lại không cứ khớp, nó không khớp với bốn mục tiêu ở trên này được không Thùy? Tức là khi mà mình đi mình phải bám sát ngay mục tiêu của bài thì xuống dưới phần mục tiêu nó phải y chang như vậy để mình đi giải quyết cái vấn đề đó, chứ không phải mình ở trên này mình đưa ra mục tiêu dưới này là mình ngắn gọn lại mình làm nó không xúc tích. Thì khi mà em đưa xuống dưới này thì lúc mà em triển khai cái gọi là cái giải quyết vấn đề thì em sẽ hơi bị nhầm lẫn, cho nên mình phải đi xuyên suốt từ trên xuống dưới mục tiêu của bài. Như vậy nhìn vào trên này nè, mục tiêu của bài nè, như vậy ở đây mục tiêu của mình là mình may ráp hoàn chỉnh các cái chi tiết này đúng không, may ráp hoàn chỉnh cái quần tây này đó nè, mục tiêu của bài là như vậy. Như vậy để thực hiện được cái mục tiêu của bài này thì phần kiến thức đầu tiên là bạn phải do nhận diện các đường may. Ok, đồng ý các bạn trong những này. Thứ hai là trình bày được cái quy trình, hay còn gọi chỗ này là mình cho xây dựng được quy trình luôn. Và cái này nó khá là đơn giản, giống như nãy Yến có nói đó, cái quy trình này nó khá là đơn giản, thật ra nó chỉ có vài đường thôi, phần ráp sàn dàn trong dàn ngoài vòng đáy lai hết đúng không. Thì cái này em nên cho các bạn tự xây dựng chứ đâu có cần mà mình phải đi cho các bạn trình bày, mà các bạn phải xây dựng được cái quy trình này luôn, dựa vào đấy các bạn xây dựng được quy trình luôn đó nào. Nhưng mà thường trước cái này nè, trước khi mà hai cái này nội dung này nè, thì em phải cho cô một cái nữa là để bạn lắp ráp hoàn chỉnh cái quần tây này nè, thì bạn phải cần một cái kiến thức nữa. Tuy cái kiến thức này nó sẽ là kiến thức liên quan tới bài cũ nhưng mà mình phải nhắc ở đây, tức là bạn phải liệt kê được các chi tiết. Cái này mình nhắc lại thôi nhưng mà bạn phải có một cái gọi là đưa vào mục tiêu, liệt kê các chi tiết để may hoàn chỉnh cái quần tây nam này. Đầu tiên bạn phải biết là các chi tiết gồm cái chi tiết nào, thân trước thân sau túi mổ như thế nào đó đó nè, để mình vừa ôn lại kiến thức mà mình phải các bạn phải biết được. Tức là quy trình ở đây mình đang cô đang cho chia nhỏ cái bài ra, tức là may cụm thân trước, may cụm thân sau, may cụm lưng và may hoàn chỉnh. Thì cái may hoàn chỉnh của em là lắp ráp các cụm này lại. Nhưng mà để biết các bạn lắp ráp các cụm này lại thì bạn phải biết nhận biết được, liệt kê được các chi tiết bán thành phẩm tạo nên cái quần tây đã chứ. Đúng không nào? Không, chứ không phải vô cái mình ào ào mình vô luôn mình làm luôn là không có được, mình phải cho các bạn liệt kê. Đó nào, liệt kê được tên của các chi tiết mà cấu thành may hoàn chỉnh của quần tây nam này. Đó là một về kiến thức. Đúng không? Sau khi liệt kê xong thì bạn mới nhận diện được các đường may này. Ok. Mà thật ra các đường may là đường may canh rẻ không mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái nhận diện hoặc là nêu tên các cái đường may này cũng được, hoặc là nhận diện cũng được. Thật ra cái này cũng là một cái dễ, không có khó. Và sau đó mình xây dựng quy trình. Cái phần nhận diện này nè, lưu ý nè, là các bạn phải nhớ giùm cô cái phần đường may ở đây, đường may canh rẻ. Làm sao đó để học trò biết canh rẻ. Đúng chưa? Đó là mới nhận diện. Còn mình đưa vô nó nói là may đường may vàng trong, may đường vàng ngoài là không ok. Đó nè. Nhưng mà may nhận ở đây, nếu mà em đưa cái hoạt động này vào thì em phải biết cho học trò đường may là đường may canh rẻ nè. Có một số đường may là may ép nè, may cuốn nè. Có một số chi tiết là may ép, may cuốn nè. Ví dụ như sau này qua quần jean chẳng hạn, bạn không có dùng may canh rẻ, bạn sử dụng may ép chẳng hạn. Đó nào. Tắt dùng cô cái mic cái. Được không? Cái nhận diện này yêu cầu phải nhận diện luật luôn cái đường may canh rẻ, và cái đường may canh rẻ này nếu được em phải ký hiệu cái đường may canh rẻ này như thế nào, vẽ ký hiệu đường may luôn nếu được càng tốt thì nó mới đi sâu vào cái nội dung này được. Còn mình nói đường may vàng trong vàng ngoài đó tên của cái đường may thôi.
chưa chưa có đạt được cái mục tiêu của bài. Okay. Dạ dạ. Rồi, cái xây dựng được cái quy trình này nè, xây dựng được quy trình may hoàn chỉnh cái quần tây nam ở đây nè, cô yêu cầu chỗ này, này mình phải phân chỗ này làm rõ ra, chỗ này các bạn phải vẽ được cái sơ đồ nhánh cây. Đó nè. Xây dựng cái quy trình ở đây, thật ra bạn phải vẽ được cái sơ đồ nhánh cây này ra cho cô. Thật ra cái sơ đồ nhánh cây này nè, sau này các bạn sẽ được học qua cái môn gọi là môn công nghệ, sau này các bạn được học môn thiết kế và công nghệ đó. Tuy nhiên khi ở đây lưu ý, các bạn lưu ý nè, thường cái quy trình may á, mà nếu mà mình làm á, thì các bạn sẽ liệt kê ra giống như nãy cái bài của đây cái bài nè của Thùy, thì Thùy sẽ liệt kê bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Nhưng mà làm cái này nó học trò nó mau quên lắm. Nè, may ráp này nè, ráp được mau quên lắm. Bây giờ yêu cầu nhiệm vụ của Thùy là sẽ cao cao cấp hơn những bạn khác, là Thùy phải yêu cầu các bạn vẽ được cái sơ đồ nhánh cây tại ở đây. Nhưng mà cái sơ đồ nhánh cây mình không có làm cái gì cao siêu đâu, mình làm đơn giản thôi, mình học mình chỉ có ký hiệu thứ nhất là những ký hiệu đi xuống nè, vòng tròn nè, số 1 nè, không, số 2 là số 3, số 4 nè, và tên của công đoạn này là cái gì, xong. Chứ không có ký hiệu máy móc gì ở đây, tức là mình không đi chuyên sâu để các bạn sơ đồ hóa là được cái quy trình may hoàn chỉnh cái quần tây như thế nào. À, tại cái quy trình may ở đây mình đơn giản lắm, mình có may sườn trong, may sườn ngoài, nhưng mà ở đây cô yêu cầu hoàn chỉnh là phải hoàn chỉnh nguyên một cái quần luôn. Đó nào, tập trung vào đó. Chứ không may sườn trong, may sườn ngoài không thì đơn giản quá, lắp ráp các cụm lại đơn giản quá. Vậy đầu tiên thì chỗ này bạn lưu ý giùm cô Hồng, bạn cho các bạn vẽ được cái sơ đồ nhánh cây, thì thật ra ở đây sơ đồ nhánh cây mình đầu tiên là mình sẽ có cái cụm nè, cụm thân trước. Đúng không nào? Cụm thân sau. Cụm lưng, mấy cái này các bạn đã học được học rồi. Bây giờ nhiệm vụ là giao cho các bạn đó có một nhiệm vụ là mỗi ví dụ chia làm hai nhóm hoặc ba nhóm gì đó, ba nhóm. Đó nè, ba nhóm, nhóm này vẽ thân trước, nhóm vẽ thân sau, nhóm vẽ lưng. Thì cái này khi các bạn học cái phần áo sơ mi á, cô đã chỉ cho các bạn vẽ cái sơ đồ nhánh cây như thế nào rồi. Cho nên qua đây các bạn sẽ biết là thân trước, cái cụm thân trước nó sẽ ghi là thân trước nó vẽ cái tam giác, hai thân trước. À, tiếp tục, thân trước nó có cái túi, nó vẽ tiếp cái túi, cái lót gì đó. Đó. Cái này nó khó, có thể là chia cái thân trước ra một nhóm, thân sau với lưng ra một nhóm chẳng hạn như vậy, mình tự cân đối là cái nhóm lại giúp cô nha. Được nè. Sau đó các bạn sẽ vẽ là bước 1 là may cái túi vô cái lót gì đó. Đó. Nó vẽ ở đây bước 1, rồi may đắp túi vào lót túi, bước 2 may đắp túi vào lót xuống đặt lên cái thân trước. Đó, nó phải vẽ ra như này, bước số 2. Không, bước số 3 là may tới cái thân trước, hai thân trước đắp vào nhau. Ba ghép dây kéo, ờ nè, chẳng hạn như vậy để nó ra hoàn chỉnh của cái sơ đồ nhánh cây cụm thân trước. Tương tự với thằng cụm thân sau, tương tự với thằng cụm lưng. Okay. Khi các bạn vẽ như thế này xong thì cái mục và cuối cùng của em lắp ráp, tức là nhiệm vụ của em chỉ lắp ráp quy trình thôi. Bây giờ cái thằng thân trước với thằng sau lắp lại với nhau. Thằng thân sau là chuẩn, thằng thân trước nó lắp lại, cụm thân trước nó lắp vào đây. Cái chỗ này thì người ta được gọi là gì? Lắp ráp. May, may công đoạn may gì đó. May ráp sườn. Cô ơi, rửa bài cái sơ đồ nhánh cây đó, mình review lại mấy cái buổi trước đã học là cô cần cụ thể là ví dụ như đặt đát vào lót rồi mày viền tụi các kiểu luôn cô. Ừ, cho nó review lại luôn để các bạn nhớ lại quy trình luôn. Đây là phần kiểm tra bài cũ á. Dạ. Ha. Thì lúc đó em sẽ bớt đi cái phần gọi là may bắt lai nè, cái mô hình may bắt lai. Thực ra cái này mình dễ lắm, cái này không cần hướng dẫn cho các bạn đâu. Đó nào, một là mình này rất là nhanh thôi, mình bỏ cái này đi hoặc là em cho nó may luôn đi cho nó dễ đơn giản cũng được. Còn không cái này em sẽ cho may like, còn cái phần này cho về bài tập ở nhà tự làm. Ok. Tại cái này nó khá là dễ, nó dễ quá mình đưa vô đây nó không có tạo được cái hoạt động, nó sôi nổi không ok. Được không nào? Rồi tương tự như vậy, cái hoạt động ở phía trên này của em là xác định mấy cái đường này nè. Hoạt động này của em hết 3 phút đúng không? Giới thiệu các đường. Thật ra giới thiệu các đường này thật ra nó rất là dễ, cho nên hai cái hoạt động này mình gom lại một cái hoạt động vẽ cái sơ đồ nhánh cây á. Thì qua cái sơ đồ nhánh cây là các bạn đã hình dung được hết tên của các đường này như thế nào rồi.
Nó là ti có thể là bạn phải không nói đúng là à, ráp vàng sườn trong, giáp sườn ngoài, may vòng đấy. Có thể bạn nó không nói đúng theo đúng từ của mình, nhưng mà các bạn biết được à, cái đường nào ráp với đường nào thì nó là may sườn. Cái này may sườn ngắn, may sườn dài, đại khái theo ngôn ngữ của các bạn. Hình dung ra không Thùy? Dạ. Alo. Dạ, ha. Đó, hai hoạt động em sẽ làm nó sẽ sôi nổi hơn. Đó nào. Thì đầu tiên em cũng cho liệt kiểm tra liệt kê các chi tiết xong. Các chi tiết đó các bạn sẽ cho các bạn làm một cái hoạt động dựa theo hai cái mục của em là một nhỏ và hai nhỏ đó. Em cho các bạn xây dựng vẽ cái quy trình nhánh cây, sơ đồ nhánh cây. Vẽ nhanh lên. Còn không có thể là mình vẽ sẵn. Đúng không? Em vẽ sẵn cho các bạn điền tên các bước thôi. Không? Ví dụ em vẽ sẵn cái cụm thân sau, thân thân trước nè. Chưa? Thì nó có bao nhiêu cái tam giác, bao nhiêu cái bán thành phẩm đó. Đó nè. Thì cái bán thành phẩm này có thể để trống chẳng hạn, thì các bạn để tự điền tên vô đây, nó tự điền thân trước, điền thân sau, thân trước 1, thân trước 2, rồi lót túi, đáp túi gì đó. Đó nè. Sau đó em vẽ sẵn cái hình như này. Đến đây. Như chỗ này em không, em để số là số 1, em để như này, và các bạn tự ghi cái quy trình. Cái này là gọi là cái gì? Thì các bạn tự nhìn hình dung được à, cái thân trước, à, cái đáp ráp vào thân trước chẳng hạn như vậy. Các bạn tự ghi cái công đoạn này ra đây cho nó nhanh, đỡ mất thời gian của mình, để mình đi xuống cái hoạt động số 2 là hoạt động cho các bạn may hoàn chỉnh và các bạn trình diễn cái sản phẩm đó. Hai hoạt động như vậy là ok rồi. Ok. Đó nè, cái này để đỡ mất thời gian thì bạn có thể vẽ sẵn, vẽ sẵn trên cái tờ giấy A3, A1 á, A1, A0 á. Đó là sau đó, sau vẽ xong thì các bạn sẽ cho những bạn khi vẽ xong sẽ chia làm hai nhóm để lắp ráp các cái cụm này lại với nhau, thì các bạn sẽ tự vẽ nối giấy lắp ráp làm sao đó cho nó lắp ráp các cụm này lại với nhau để ra hoàn chỉnh luôn. Còn cái phần chi tiết này mình sẽ cho một cái bài tập về nhà, các bạn tự phải vẽ hoàn chỉnh cái này là tự vẽ qua tỷ lệ một tỷ lệ nhỏ trên tờ giấy A4. Ok. Là vẽ chi tiết gì cho các bạn không? À, ý là bạn về nhà làm các bạn vẽ gì? Về nhà thì các bạn vẽ trên tờ giấy A4 của các bạn đó. À, hoàn chỉnh một cái sơ quy trình may của cái quần tây nam, thay vì quy trình may quần tây nam trước giờ mình cứ ghi là bước 1 là may cái gì đó, bước 2 là may cái gì đó, bước 3 là may cái gì đó, mình ghi cái này là chữ không mà nhìn nó rất là khó nhớ. Đó là bây giờ mình quy mình những cái chữ này là các bạn sơ đồ hóa lại thành một cái sơ đồ giống như sơ đồ nhánh cây đây nè. Thì các bạn sẽ dễ nhìn vô, các bạn sẽ dễ hiểu hơn là nhìn vô đây. Đầu tiên là liệt kê chi tiết là nó biết bao nhiêu các chi tiết như này rồi. Đó là sau đó thì các bạn sẽ lắp ráp như thế nào, quy trình lắp ráp như nào nó dễ hơn là nhìn vào cái chữ không như thế này nó rối. Kịp bóng Thùy. Dạ kịp ạ. Ừ, đó. Em làm như vậy thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn ở đây mình đưa vô quần xong mình nói bạn là đường này tên gì, nhận xét. Ok không? Không cần thiết như vậy. Quá đơn giản đi. Đó nè. Và khi mà may, các bạn vẽ cái sơ đồ nhánh cây xong thì lúc đó mình mới nói là, à, các bạn khi các bạn gọi tên là may cái đường này nè, may cái đường sườn ráp, lắp ráp cái này vào này, thì nó sẽ ghi cái tên của công đoạn nó ra. Thì khi nó ghi tên của công đoạn nó ra thì lúc này cô mới sửa. À, như vậy hai cái này, hai thằng sườn này ráp nhau, người ta gọi là may sườn trong. Đó là cái này gọi là may sườn ngoài. Ok. Là mình sửa luôn, là mình học trò nó đã nói lên được cái tên này rồi nhưng mà nó chưa đúng thì mình sửa luôn, học trò nó nhớ rất lâu. Còn ở đây mình cho các bạn xác định tên này là tên gì, không có ok tí nào hết. Được không? Dạ. Ừ. Rồi, như vậy đó là cái hoạt động số 1. Như vậy ở đây cái trong cái phần mục tiêu cô nói lại nè. Mục tiêu là đầu tiên là các bạn phải liệt kê được các cái chi tiết để may hoàn chỉnh cho quần tây nam. Được không nào? Nốt vào nha. Sau đó mình các bạn nhận diện được các cái đường may lắp ráp này. Và thứ ba các bạn là xây dựng được cái quy trình này luôn. Đó là xây dựng cái quy trình này. Hoặc là xây dựng cái quy trình này mình sẽ triển khai qua cái hoạt động là vẽ cái sơ đồ nhánh cây đó. Ok. Về kỹ năng nè, may ráp hoàn chỉnh quần tây nè, giải quyết các vấn đề phát sinh. Em không có ghi giải quyết các vấn đề phát sinh mà mình ghi chỗ này là mình ghi là các cái lỗi thường gặp và khắc phục như thế nào thôi, đừng có ghi giải quyết các vấn đề phát sinh. Lỗi thường gặp khi may quần tây nam, sửa lại. Ngoài ra một cái kỹ năng nữa, kỹ năng các bạn trình diễn đó, em đưa vào ở đây thấy có tổ chức hoạt động mà không thể đưa vào cái kỹ năng gì hết, trình diễn.
trình diễn cái sản phẩm đó nào. Dạ. Bên cạnh cái trình diễn này nè, bạn là rèn luyện kỹ năng trình diễn thì bạn rèn luyện luôn thêm một kỹ năng gọi là kỹ năng giao tiếp, tức là thuyết trình. Khi mà diễn thì giám khảo sẽ hỏi, hồi nãy bạn nói là em phải thiết kế một cái phiếu chấm điểm. Phiếu chấm điểm rồi nó khá là phải rõ ràng. Ở đây có thiết kế phiếu chấm điểm chưa? Dạ em có up lên mấy cái phiếu em làm á cô. Nhưng mà em thấy cũng chưa hoàn thiện lắm, cho nên em sẽ hoàn thiện cái phiếu chấm điểm. Hoàn thiện phiếu chấm điểm. Chưa rõ lắm ạ. Dạ. Trong cái hoàn thiện phiếu chấm điểm đó thì em sẽ thiết kế luôn. Như hồi nãy ở trong này em có ghi là khi mà các bạn trình diễn thì sẽ hỏi đánh giá, sau đó em sẽ có một cái phần gọi là em đánh giá lại cái bạn may như thế nào nào đó. Em không cần phải đánh giá mà em cho giám khảo đánh giá. Lúc mà các bạn trình diễn thì giám khảo sẽ đánh giá qua cái sản phẩm, tức là form dáng của các bạn có đẹp hay không. Chủ yếu là mình giáo về cái form dáng thôi chứ mình không có đánh giá kỹ về cái phần kỹ thuật đâu. Đó nè, từ khi mặc lên mẫu đâu có thấy kỹ thuật nhiều. Rồi thứ hai nữa, mình sẽ đánh giá một cái thứ hai nữa là cái câu hỏi đó. Thì giám khảo sẽ có những cái câu hỏi dành cho các bạn. Khi mà trình diễn á, giám khảo sẽ đặt những câu hỏi. Ví dụ nè, ví dụ là cái quần tây này nè, thì các bạn sẽ có phối hợp những cái sản phẩm áo nào là nó phù hợp, chẳng hạn như vậy. Cho nên lúc mà cái phần trình diễn sản phẩm á, tí xíu nó đi xuống cái hoạt động thứ hai thì cô sẽ nói rõ. Em phải cho tổ chức cho các bạn để trình diễn được sản phẩm đó thì bạn em cho bạn make up là chuẩn bị không, make up là cho không tính giờ vô đây nhé, make up cho nhanh thôi chứ không là mất thời gian lắm. Đó nè, cái khâu thứ hai là mình phải cho các bạn phối, em lựa sẵn một số các sản phẩm, có thể những cái áo sơ mi nè, áo thun nè, áo laptop nè, vân vân, một số cái sản phẩm để cho các bạn tự lấy cái sản phẩm đó các bạn phối với quần tây này cho nó phù hợp. Thì cái kỹ năng này trình diễn nè, kỹ năng phối đồ nè, không phối tức là mix, mix cái sản phẩm á. Vậy với quần tây màu này thì các bạn sẽ mix cái sản phẩm áo nào cho nó phù hợp và cái màu áo nào cho nó phù hợp với màu quần. Đó, cho nên cái này mình đi mở rộng ra rất nhiều kỹ năng các bạn học được ở đây chứ không phải nhất thiết lên cái diễn vài đường là xong. Đó nè, đây là những gọi là kỹ năng về thái độ, đi về thái độ trong đây nè, tác phong làm việc nhóm, kỹ năng về thuyết trình nè. Đó nè, tích cực nè. Ok, sáng tạo nè. Đó nè. Dạ. Đó, thì khi mà các bạn có sẵn cô đem lên một số các đồ, nếu mà mình có sẵn thì tốt, không còn không thì các bạn sẽ liên hệ với lớp để lớp mang, mỗi bạn mang lên vài cái áo gì đó. Chưa? Yeah. Liên hệ với Khôi á, Khôi nó sẽ phân công mấy bạn lên, không hoặc là mình may cái quần mẫu này cho bạn nào mặc thì cho các bạn đó tự mang vài cái áo ở nhà để mix được với quần tây đó. Thì lên treo những sản phẩm đó lên một cái xào đồ như thế này nè, treo nó lên, không treo nó lên, bắt đầu cắt nhóm, sau đó có thời gian sau khi nó make up xong rồi mình nó chạy tới nó chọn cái áo nào để nó mix với cái quần tây nó cho nó phù hợp. Để khi nó lên thuyết trình, giám khảo sẽ hỏi lý do tại sao em phải mix cái áo này mà em không mix cái áo khác, và cái màu này, cái áo này em sẽ mix cái màu này với lại quần này, tại sao em mix như vậy. Đó là đánh giá của giám khảo, chủ yếu về form dáng, thứ hai là về cái phần gọi là thuyết trình của các bạn á. Thuyết trình, yeah. Phần mix sản phẩm đó, đó nè, phối đồ đó, đó chủ yếu giám khảo đánh giá về cái này thôi. Phần còn cái phần kỹ thuật thì mình sẽ đánh giá sau, chứ mình không đánh giá lên trên sản phẩm này được, tại các bạn mặc đồ vô đâu có thấy phần đường may của bạn đâu mà đánh giá. Ok. Dạ yeah, em nghe rồi. Yeah. Rồi đó là về phần kỹ năng ha. Kỹ năng ngoài chỗ này, kỹ năng là may ráp hoàn chỉnh rồi nè, thì bạn phải trình diễn được cái sản phẩm nè. Thứ hai là cái kỹ năng là phối đồ, hay là kỹ năng phối đồ hoặc là mix đồ, những cái sản phẩm với cái áo nào cho nó phù hợp. Đó, đó là một số cái kỹ năng mà các bạn đọc được trong cái bài này. Rồi, đó là phần mục đích nha, mục tiêu nha, mục tiêu ghi kỹ thì chút xíu mình triển khai các hoạt động cho nó rõ nha. Rồi cái phần đi vô phần dẫn nhập này.
Những nhập ở đây thì có thể là mình chỗ này mình đưa ra các cụm chúng ta gần như hoàn thiện vòng tay theo các chúng còn thiếu những cái đường may nào nữa. Cái này sao nó biết được? Câu hỏi này chưa ổn. Đúng không? Hỏi cái này nó chưa có ổn, nó không ổn gì hết thôi. Tự nhiên đang hỏi là các bạn đã được học may các cái cụm chi tiết trên quần tây nam rồi đúng không? Nhắc lại cho cô những cụm đó, ok. Các bạn sẽ nhắc lại cụm thân sau, cụm thân trước, cụm lưng, ok. Tiếp tục cô lại hỏi tiếp. Như vậy chúng ta đã gần như hoàn thiện chiếc quần tây nam rồi. Theo các em chúng ta còn thiếu đường may nào nữa? Đang hỏi các cụm chi tiết ở đây thì hỏi đường may sao học trò nó trả lời được bó tay. Đúng không? Đến đây cô không cần hỏi câu hỏi số 2 chi nữa. Đến đây khi cô hỏi cái này cụm chi tiết học trò liệt kê ra rồi. Đúng chưa nào? Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta nè, để may hoàn chỉnh cái quần giống như cô đang cầm ở trên này nè, thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải lắp ráp các cái cụm này lại với nhau, phải không? Thân trước nó lắp với thằng thân sau hai cái thằng lưng này nó lắp với cái thằng cụm này. Chưa? Yeah. Khi mà học trò nó liệt kê các cụm thì cô ghi ra cụm thân trước, cụm thân sau và cụm lưng, không? Thì bây giờ các bạn lưu ý nhìn vào ba, đây là ba cái cụm mà chúng ta đã được học được nè, và đây là cái quần tây mẫu của cô cầm các bạn coi nè. Như vậy để thành được cái quần tây này nè thì nhiệm vụ của chúng ta là gì các bạn? Chúng ta phải đi lắp ráp các cụm này lại, đúng không? Thằng thân trước này lắp với thằng thân sau, rồi thằng lưng này lắp vào đây, nó ra cái quần này gì nữa? Phải không nào? Và để may, để làm hoàn chỉnh được cái quần như này thì hôm ngày hôm nay cho cô và các bạn cùng đi qua cái bài kế tiếp, bài cuối cùng đó là lắp may hoàn chỉnh cái quần tây nam. Không cần hỏi cái đường may gì đây. Đường may sao học trò nó biết được? Nó đã nhìn vô các cụm thì như đường may gì bây giờ nó làm sao mà nó biết được? Nó chỉ nói là à, lắp ráp lại cô cái cụm này nó ráp với cụm này ráp với cụm này thôi. Đó nè, lúc đó cô lại nói ủa tên đường này là tên đường gì? Nó học đâu biết, cứ dưới này cô mới triển khai các tên các đường may mà. Này cô đánh đố học trò rồi, đúng không? Dạ dạ. Được chưa? Đến đến câu hỏi đến đây rồi học trò liền kê là cô chốt, cô dẫn nhập vào bài được rồi, không cần phải hỏi câu hỏi thứ hai chi thừa. Rồi, ok, dẫn nhập vậy được chưa? Dạ. Rồi, may ráp hoàn chỉnh nè. Như vậy để may ráp hoàn chỉnh này nè thì theo các bạn thì chúng ta cần phải có điều kiện gì? Hỏi học trò. Như vậy ghi cô sau khi cô dẫn nhập xong cô ghi cái tự bài lên trên bảng này. Đó, ghi lên trên bảng, tiếp tục đi chuyển nè, câu chuyển từ cái phần tên bài này đi chuyển qua cái phần mục tiêu nè, chuyển ý giùm cô nè, tập câu chuyển ý nè. Như vậy để may ráp hoàn chỉnh cái quần tây nam này thì theo các bạn chúng ta cần phải làm cái gì? Chúng ta cần phải có cái gì và làm cái gì, chẳng hạn như vậy. Thì nó là dạ thưa cô, có những cái chi tiết bán thành phẩm, đúng không? Sau có những cái chi tiết này mới may lại, may các chi tiết này lại, may lắp ráp các chi tiết này lại, may lắp ráp các chi tiết này lại, xong rồi là xong. Nó đang là hoàn chỉnh này rồi. Nó chỉ nói được hai cái này thôi là ok rồi. Như vậy trong cái phần các chi tiết này nè, mình phải đưa vào cái mục tiêu hồi nãy cô đưa đó. Muốn may thì phải có các chi tiết đã chứ. Bảo nào, mục tiêu mình nói được cái mục tiêu chưa, tí xíu mình triển khai liệt kê các chi tiết nè. Tiếp tục may nè. Thì lúc này em đào sâu rồi, may hoàn chỉnh lại. Như vậy may hoàn chỉnh này bữa trước cô đã phân nhỏ ra rồi, hồi nãy các bạn cũng phần dẫn nhập bạn có nói là may cụm thân trước rồi, may cụm thân sau rồi và may cụm lưng rồi, và hôm nay chúng ta sẽ lắp ráp hoàn chỉnh ba cái cụm này lại với nhau. Như vậy trong quá trình may này nè, chúng ta cần phải có những cái gọi là gì, chúng ta phải biết là những cái nhận diện, những cái lỗi thường gặp đó, là cái này có thể cô nói thêm vô không, lỗi khắc phục cái lỗi này như thế nào. Và để sau khi mà chúng ta may này, để có một cái sản phẩm cho nó đẹp thì cô sẽ tổ chức cho các bạn một cái phần gọi là trình diễn mẫu, nói trước ngay từ đầu luôn để học trò nó có động lực. Mày cô không nói gì tới phần trình diễn hết, mục tiêu không nói gì hết, đến khi mà học trò đâu có biết động lực, đâu biết là cuối cùng nó sẽ được diễn đâu. Nguyên cái khúc phần trên này cô không nói gì tới diễn hết trơn á, thì học trò làm sao mà nó có động lực để nó may tới dưới mà nó may cho nó đẹp, đúng không? Hai mục tiêu này cô hầu như cô chưa nói gì hết nè. À như vậy sau khi may lắp ráp cái cụm này nè thì cô sẽ có một cái phần nữa là cái phần gọi là trình diễn cái sản phẩm các bạn may. Đó mục tiêu á.
Yeah. À, trong cái phần trình diễn này nó rất là thú vị nha cả lớp. Mình sẽ có ban giám khảo nè, cho các bạn make up nè, cho các bạn mix đồ nè, cho các bạn thuyết trình nè. Và nhóm nào mà làm tốt những cái nhiệm vụ này thì cô có một cái phần thưởng to đùng như thế này đây. Đó, một phần thưởng rất là to đây. Cô đã chuẩn bị sẵn rồi. Đúng không nào? Như vậy nó kích thích học trò ngay từ đầu phần dẫn nhập xuống phần giới thiệu chủ đề, phần phần mục tiêu bài giảng chứ. Vô bài chưa thấy gì hưng phấn cả, chưa thấy gì kích thích tạo động lực hết. Được chưa? Như vậy để hoàn chỉnh những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, 1, 2, 3, 4 mục tiêu này, thì chúng ta đi qua cái nội dung bài học ngày hôm nay. Chúng ta có 4 nội dung. Một là chúng ta liệt kê các chi tiết. Hai là chúng ta may ráp hoàn chỉnh cái quần. Và thứ ba, trình diễn sản phẩm mẫu hết. Được không nào? Thùy ghi kỹ lại nha. Tức là ở đây mình rất suy mình phải đi xuyên suốt từ phía mục tiêu xuống nội dung bài và xuống cái phần giải quyết vấn đề, mình phải bám sát. Rồi rồi mình đi qua tới cái phần giải quyết vấn đề nè. Vậy như vậy trong cái phần giải quyết vấn đề có thể là ở đây mình sẽ có hai, một cái liệt kê các chi tiết nè, đúng không? Thứ hai là quy trình may nè. Thì trong cái phần hồi nãy cô nói là tổ chức cái hoạt động đầu tiên đó. Hoạt động đầu tiên á, là hoạt động mình phải xây dựng được cái quy trình đó. Đó nào. Thì em có thể kết hợp giữa, thay vì em kêu học trò là bây giờ cái quần mẫu đây lớp mình liệt kê xem cho cô có bao nhiêu chi tiết, thì em có thể kết hợp hai cái thằng này lại thành một hoạt động là cho cái sơ đồ. Đó nào. Để sơ đồ hóa được cái quy trình này thì cô đã để cho bạn dễ nhớ cái quy trình này, thì cô đã sơ đồ hóa quy trình này thành một cái sơ đồ nhánh cây rất là đẹp rồi. Đó nào. Cụm thân trước, cụm thân sau và cụm lưng chẳng hạn, cho hai nhóm, một nhóm làm cụm thân sau với cụm lưng, một nhóm làm cụm thân trước, tại thân trước nó nhiều. Đó nào, và cô đã sơ đồ hóa lại rồi. Bây giờ nhóm số 1 sẽ làm cái cụm thân trước đây, cô phát cho cụm thân trước, và nhóm số 2 cô phát cho cái cụm thân sau và lưng. Chưa? Và cô vẽ sẵn cái quy trình trong này rồi, cái quy trình cô vẽ sẵn hết rồi, cô vẽ các chi tiết này. Đó. Chưa? Đó. Rồi cô vẽ nối sẵn nó vô đây thân trước nè. Cô nối sẵn cái này vô đây. Cô ghi số này là số 1. Cô để trống ở đây. Rồi lớp mình sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1 đầu tiên là phải ghi tên của các bán thành phẩm này lên trên cái ô tam giác nè. Trước khi mà phát này giới thiệu cho học trò nó biết, à những cái ô tam giác này là bán thành phẩm. Này cô đã chỉ trong cái áo sơ mi rồi, cho nên qua đây các bạn biết cái này là những bán thành phẩm nè. Chưa? Nhiệm vụ số 1 là các bạn sẽ ghi tên của các cái chi, liệt kê các tên của các chi tiết mà mày hoàn chỉnh cái quần tây này lên, thì nó sẽ một nhiệm số mũi nó ghi là thân trước, ghi thân trước, ghi là đáp túi, này là đáp túi, này lót túi chẳng hạn đó, được chưa? Nhiệm vụ số 1 thì qua cái nhiệm vụ này các bạn triển khai được, thực hiện được cái mục tiêu đầu tiên là liệt kê tên các chi tiết chưa? Liệt kê được chưa Thùy? Dạ, thôi ạ. Rồi, đúng chưa? Rồi, sau khi liệt kê chi tiết rồi, bây giờ tiếp tục nhiệm vụ số 2 nè. Nhiệm vụ số 2 là cô đã vẽ rồi, nhưng mà trong các cái quy trình này cô không có ghi tên cho các bước. Rồi các bạn quan sát các cái chi tiết này, các bạn liệt kê bằng nêu trình bày cho cô, ghi cái tên của các bước này vào đây cho cô. Nó ghi vô, nó ghi bước A, bước 1 là nhìn vô đây nó biết là cái đáp túi rồi nè, nhìn vô cái thân trước rồi nè, đúng chưa? Thì nó sẽ ghi là gì đây? May đáp túi vào thân trước hay gì đó. Ok. Tụ bước số 2, bước số 3. Đó nào, như vậy khi nó ghi nó làm hoàn chỉnh cái quy trình này thì cái mục tiêu thứ hai mình xây dựng quy trình may đã xong. Được Dạ. không? Dạ. Sau khi may làm xong thì bắt đầu luôn cô mới nhận xét, cô dán cái quy trình này lên. Đầu tiên là để may hoàn chỉnh quần, đầu tiên là quy trình của nhóm số 1 là may cụm thân trước. Chúng ta cùng review lại cái cụm thân trước để chúng ta nhớ bài nè. Chút xíu chúng ta qua cái phần may chúng ta may cho nó đúng nè. Được chưa? May cụm thân trước là review lại, thì lúc review đã sửa lại, sửa chưa, lỗi thường gặp gì đây nè, đúng không? Cái nào nó chưa làm ok thì cô sửa lại, cô lấy bút đỏ cô sửa lên, các bạn thì ghi bút xanh, còn cô sửa lại bút đỏ. Tương tự nhóm 2 và nhóm 3 như vậy, hoặc là cho hai nhóm kiểm tra chéo bài của nhau, thằng nhóm 1 để kiểm tra bài của thằng nhóm 2, nhóm 2 kiểm tra bài nhóm 1, sai chỗ nào chưa đúng sửa. Đồng thời nó sẽ nhớ luôn, trong những hoạt động này thì hai nhóm nó đều nhớ lại được quy trình của tất cả
cụm thân trước, cụm thân sau và cụm lưng. À, sau khi nó làm xong cái này, bây giờ tiếp tục nè, bây giờ tiếp tục là nhiệm vụ của mình sẽ lắp ráp các cụm này lại với nhau nè. Rồi nó để quy trình của ba nhóm lên, ba cái quy trình lên, thân trước, cụm thân sau, cụm lưng, được chưa? Rồi bây giờ sẽ cho các bạn là lắp ráp cụm thân trước vào cụm thân sau, nó lắp ráp làm sao? Lên nó vẽ, nhóm 1 lên vẽ, và nhóm 2 lắp ráp cụm lưng là vô làm sao, lên vẽ. Vẽ cái đường gì đó cho nó rối, nó nối lại, rồi đường lưng gì đó cho nó nối lại vô đây. Và nó ghi tên vô đây. Là ra được cái quy trình hoàn chỉnh rồi, nó ghi tên vô đây thì cô mới nói là à ở đây gọi là mây, mây sườn trong là cả lớp chứ không phải giống như mây sườn như các bạn như mây sườn 1, mây sườn 2 bạn nói như vậy nó chưa chính xác. Cái sườn nằm ở bên trong thì mình gọi là sườn trong, cái sườn nằm bên ngoài gọi là sườn ngoài. Còn cái phần này gọi là vòng đáy. Được chưa? Cô sửa vô đây. Là xong được quy trình rồi. Và quy trình các bạn lớp mình nhớ rõ chưa? Cụm thân trước mình may chưa rồi, cụm thân sau may rồi, cụm lưng mình may rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình trong vòng 10 phút để mình ráp hoàn chỉnh các cụm này lại theo cái quy trình mình vừa làm. Đúng không? Dạ. Ừ. Rồi ráp xong giờ cho 10 phút là cho ráp xong thì cho các bạn là make up hoặc là khỏi make up cũng được, thì make up sơ sơ thôi, gọi nào. Làm cho nhanh thôi. Tiếp tục qua cái nhiệm vụ mình ráp xong là nhiệm vụ số 1 nè. Trong cái quy trình may đó, nhiệm vụ số 1 là lắp ráp nè. Nhiệm vụ số 2 nè là trang điểm hay gì make up gì đó. Không, nhiệm vụ số 3 nè là chúng ta sẽ mix cái đồ với nhau. Chưa? Yeah. Mix cái áo, áo cô sale sẵn một vàng áo đây rồi nè, không? Rồi, trong vòng 15 phút thôi, không? Mình sẽ làm 3 nhiệm vụ này. Chẳng hạn như vậy. Nó từng lượt tự động nó sẽ phân công, ví dụ cái thằng nào mà làm mẫu á nó trang điểm luôn, cái thằng nào mà may thì nó ngồi vô nó may, nó ráp ráp lại, cái thằng nào mà nó làm mẫu, thằng nào nó làm chuyên viên trang điểm thì nó ngồi đây nó trang điểm. Ê, đây vô đây đó nè. Xong nó có một cái thằng stylist, tại nhóm nó chia làm hai nhóm mà, thì có một đứa sẽ ngồi không, cái thằng nào stylist à nó sẽ chuyên qua nó đây, nó phối đồ, nó chọn cái áo gì đó nó phối với cái quần thằng đang may nè. Chưa? Yeah. Cô ơi, cái ráp này là mỗi bạn đều tự ráp không? Hay là nhóm hay sao mà chia nhiệm vụ này không? Mình chia nhóm đi chứ chia mỗi bạn ráp sao kịp. Dạ. Ừ, em chia nhóm hai nhóm thôi. Nhóm hai người mẫu là được rồi. Sau cái phần này dạ, thì dạ. Các bạn sẽ tự ráp được, mỗi cái bạn ráp một cái quần nha, chứ không mà tự bạn ráp không có kịp đâu. Dạ. Chưa? Đó, thì hai nhóm thì thằng nào nó ráp thì nó ngồi nó ráp, thằng nào nó làm người mẫu thì nó sẽ đi trang điểm, thằng nào nó đi mix đồ, mix chọn áo vậy nó mix qua. Đó nè, thằng nào đứa nào nó cũng có nhiệm vụ hết. Sau đó 15 phút tập trung lại, mặc đồ vô cho người mẫu. Không, hai giám khảo mời hai bạn giáo sinh lên, hai giám khảo đây là tiêu chí trước khi ấy thì đưa tiêu chí cho học trò. À, tiêu chí chấm điểm là đây. Được chưa? Đó, bớt cho nó rõ ràng. Được không? Hai nhóm, nhóm 1 nè, trình diễn nè. Nhóm 2 nè, trình diễn nè. Chưa? Yeah. Đầu tiên là cái gì? May. Thứ hai là gì? Make up. Thứ ba là gì? Make up phải gọi là mô đồ đó. Chưa? Yeah. Thứ ba là mix đồ. Chưa? Yeah. Ba nhiệm vụ, làm ba nhiệm vụ này. Có một cái tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo và để cho nó rõ cái gì, để có một cái sự gọi là khách quan trong quá trình chấm điểm, cô mời hai giám khảo, cô Yến và cô Tuyết. Ờ. Như vậy đây, chứ cô Yến cô Tiết có thể là nhờ cô Yến cô Tiết lên công bố tiêu chí chấm điểm của cái phần này. Chúng ta có 3 tiêu chí, một là may nè, hai là make up, ba là phối đồ nè. May là bao nhiêu điểm nè, make up bao nhiêu điểm nè, phối đồ bao nhiêu điểm nè, trình diễn bao nhiêu điểm, chẳng hạn như vậy. Mình chia nhỏ các thang điểm ra. Tổng cái thang điểm này là 10 điểm nè. Chưa? Yeah. Có 5 tiêu chí A B C D. Đó nè, cô Yến hay cô Tiết đại diện ban giám khảo lên công bố tiêu chí này. Rồi, phần của cô Thùy, cô Thùy chuẩn bị giùm cô một cái gọi là cái nhạc. Nhạc trình diễn, lấy một cái loa thêm, cầm thêm một cái loa mini nữa. Cái loa mini nhỏ nhỏ đó, để mình mở nhạc cho nó nghe, cho nó rõ. Chưa, cô chuẩn bị cái nhạc để cái học trò nó trình diễn, mở nhạc lên cho nó đi. Rồi, đó là cái nhiệm vụ. Rồi, hỏi gì Thùy? Dạ, vậy là trong buổi học đó là khoảng ráp khoảng 2 cái quần thôi đúng không? Đúng rồi, ráp hai quần thôi. Và có thể ráp trong một bàn trong nhóm có, tức là có cần mời mấy bạn đến khóa khác là bữa máy lại thông số bàn đó không?
Hôm bữa trước mình trao đổi với nhớ bên kia sao rồi? Tại bữa trước cô nghe nói là lấy quần của hai đứa nào, hai bạn nào mà, phải không? Dạ đó là cái bà thợ thiết kế quần jean không? Còn cái này thì em Em chọn hai người mẫu luôn đi. Nếu mà vậy thì em chọn hỏi lớp coi mấy đứa nó may được cái của hai người mẫu nào bên khoa đồ họa dạ, đó. Không, để nhờ bên em đồ liên họa lạc. đó. Chọn hai hai bạn thôi chứ nhiều quá mình không có làm kịp. Còn nếu không thì chọn được khoảng ba ba bạn cũng được, không? Hai bạn thôi, thật ra mà người mẫu nam mình không có trang điểm gì nhiều đâu. Dạ. Rồi, đó là cái hoạt động của bài của Thùy là như vậy. Và xong bài đó là đạt được có mục tiêu. Ok. Đâu nào, còn hỏi gì không? Có rõ rõ cái vấn đề không hay là còn có như cái nào cần phải chưa rõ thì hỏi này nha Thùy. Dạ, vậy là quy trình là mình sẽ review lại toàn bộ những cái quá trình mà các bạn mấy tụi rồi ba ghét lưng đồ đúng không? Đúng rồi, Rồi nhưng mà xong cho mình mới ở giữa mình mới kết hợp lại thân trước thân sau rồi lưng đồ để hoàn thiện. Là cái phần kết hợp của cô là để cho các bạn tự xây dựng luôn đúng không? Đúng Cái rồi, bây giờ em phải vẽ cái sơ đồ, quan trọng là em vẽ cái sơ đồ nhánh cây đi, thì nhờ các bạn nào trong lớp hỗ trợ thêm cái sơ đồ nhánh cây á. Không, sơ đồ nhánh cây thì cái thằng thân sau là cái thằng sơ chính nè, không thân trước nó ráp vô nè, chưa, lưng cái thằng lưng cụm lưng ở đây nè, nó ráp vô chẳng hạn vậy nè, chưa, ráp vô nè, thì ghi mà ráp vô đây là, đây là mây sườn, sườn trong sườn ngoài vậy, đây nè, đây là ráp lưng vậy nè, đó chưa, không thân sau nè, thân trước đây nè, thân trước nè, đó thì khi mình cái chỉ có việc là dán cái thằng cụm thân trước vô đây, dán thằng cụm trước đây, dán cái thằng cụm lưng ở đây, đúng không nè, và các bạn sẽ vẽ được cái sơ đồ vô đây, nối thằng thân sau, nối vậy, nối giấy vô hoặc nối trên bảng đó, cho nên nhiệm vụ của mình là mình phải cân chỉnh cái thằng này làm sao cho nó đẹp đó, để cái nối vô thành một cái sơ đồ đẹp từ trên xuống dưới. Được dạ không? Làm được không Vy? Làm được không Thùy? dạ để em cố gắng. Ừ, đơn giản mà, phải không? Đầu tiên người vẽ trên cái máy trước đi, vẽ máy trước đi, vẽ Corel, chỉ sử dụng Corel hay Word, vẽ máy trước đi để mình hình dung, sau đó mình vẽ tay nó dễ. Hoặc là in ra khổ giấy lớn, khổ A3. Mình làm trên giấy xong mình in khổ A3 ra rồi để trống mấy cái quy trình may, để trống tên các cái chi tiết ở đây nè. Các bạn sẽ ghi 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 vô đây. Ok. Dạ, anh hiểu rồi. Rồi. Còn gì nữa không? Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Đó thì bài mình nó sẽ hấp dẫn hơn, đúng không nào? Bài mình sẽ hấp dẫn hơn cái phần mà may like này cho về nhà làm. Dạ. Rồi. Đó, kết thúc vấn đề nằm ở trong 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 cái phần ấy hết rồi nha, không cần phải đưa vô đây nữa, nãy là có kết thúc vấn đề đó. Có thể mình nói tổng quan lại các cái nội dung cần, sau đấy là vừa các nội dung mình vừa 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 trải nghiệm là kết thúc, còn có ba nội dung gì đó, 1 2 3 4 là xong bài rồi, không tại trong các hoạt động em đã tổ chức rất là kỹ rồi, hướng dẫn tự học về cho về nhà, giao bài tập, bài tập ở đây là cho vẽ cái sơ đồ nhánh cây đó và giấy A4 đó nè, và thứ hai là may bắt lai quần về làm may một cái sản phẩm hoặc là may thử lên một cái giấy, đem bữa sau đem nộp lên đây cho cô chấm điểm. Ok, còn trong quá trình này em cho các bạn may like luôn đi cho nó dễ làm, chứ không mình cho nó bắt like mất thời gian quá. Rồi, ok. Dạ, em cảm ơn ạ. Ừ.
Rồi sửa lại giáo án nha, hầu như là giáo án sửa lại hơi bị nhiều đấy. Dạ. Rồi, tiếp tục tới bài của Vi đúng không? Hồng Vi. Dạ. Đây cầm lưng, đợi cô xíu. Vy up bài lên trên bát đấy đi Vy. Dạ. No. Sửa lại tiêu chí nha Thùy ơi, tiêu chí này chưa ổn nha Thùy nha. Dạ. Tôi chờ em một tí xíu ạ, em muốn sửa. Cái phiếu đánh giá này nè Thùy ơi. Đánh giá em ghi là thứ nhất là tiêu chí, đừng có hoạt động gì đây, đánh giá này nhìn vô giám khảo khó đánh giá lắm. Đây thứ tự nè, tiêu chí nè. Không, tiêu chí là gồm ABC và điểm nè. Không, điểm đánh giá là được ghi đây là điểm được rồi. Đó nè. Rồi xong rồi điểm 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 cho cái phần ví dụ tiêu chí đầu tiên là may đúng không? May hoàn chỉnh cái quần, may đáp hoàn chỉnh cái quần đúng thời gian chẳng hạn. Em cho thời gian là bao nhiêu đó thì đúng thời gian. Thứ hai là may hoàn chỉnh là đẹp. Đó, nhìn cái form dáng là đẹp chưa? Tiêu chí thứ hai là form dáng, thứ một là thời gian, hai là form dáng, thứ ba là trình diễn. Trình diễn thì nó chia nhiều nhỏ, thứ nhất là cái thứ nhất là về thuyết trình, phong cách trình diễn nè, tự tin hay không nè, đi như thế nào, thứ ba là mít đồ như thế nào, cái mít cái áo với quần nó làm sao chưa? Rồi thuyết trình về cái phần sản phẩm đó chẳng hạn như vậy đó, thì mỗi đó em chia điểm ra. Điểm ba rem, cái điểm ở bên này cột là cột điểm. Tiêu chí. Đó nè. Đây điểm. Con này giám khảo đánh giá ở đây nè. Đó là điểm, nhìn vô đây cái tiêu chí này là 10 điểm chẳng hạn. Đó 10 điểm thì ở đây giám khảo cho là 5 điểm thôi hay 3 điểm thôi vậy đó. Giám khảo đánh vô đây thì cuối cùng có một cái điểm tổng ở đây là bao nhiêu điểm? So với điểm tổng ở đây là 10. Dạ. Và em nhờ hoàn toàn là em nhờ giám khảo làm hết, em không cần phải làm ở đây chưa. Ví dụ như trong cái phần may ráp này em có thể đánh giá là quá ráp ráp là 5S đảm bảo gì đó, em đưa tiêu chí nhỏ vô trong cái phần may ráp đây nè. Đó nè, bao nhiêu điểm thì hai giám khảo người ta đi người ta chấm chưa. Qua cái phần nội dung thứ hai là về ý tưởng và trình diễn gì đó thì nó sẽ có những cái tiêu chí nhỏ trong này nữa là bao nhiêu điểm. Ví dụ may ở đây em cho là 5 điểm tức là 50%, còn trình diễn là 5 điểm thì trong này nó có những cái tiêu chí nhỏ em liệt kê ra bao nhiêu điểm. Đó nè. Và dạ. Giám khảo, hai giám khảo này sẽ đi chấm cho em. Em chỉ quan sát bên ngoài, em quan sát và em điều phối cái hoạt động đó thôi. Ok, rồi bây giờ cái phần may lưng. May lưng thì Huy sẽ trình bày sơ cái phần may lưng này cho các bạn nghe cho nó rõ nha. Huy dạ. Xem màn hình nha Huy. Dạ. Cô và mọi người xem được chưa ạ? Bạn có được chưa ạ? Dạ, thưa cô, tên bài của em là May hoàn chỉnh cụm lưng vào quần tây nam. Mục tiêu của em là về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Đầu tiên về kiến thức thì là các bạn có thể nhận diện và phân biệt được quần mà khi may với lưng Mỹ và lưng thường ở quần tây nam, cũng như là có thể liệt kê đúng đầy đủ tên số lượng các chi tiết tạo thành cụm lưng Mỹ ở quần tây nam và trình bày được quy trình các bước may cụm lưng Mỹ.
Về kỹ năng thì các bạn có thể may hoàn chỉnh được cụm lưng quần tây theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ đó và cũng có thể hình thành được kỹ năng phân chia công việc, phối hợp làm việc nhóm. Thêm vào đó thì các bạn có tinh thần học tập chủ động cũng như là tham gia các hoạt động một cách tích cực sôi nổi, cẩn thận đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh, có tinh thần trách nhiệm cũng như là hoàn thành các nhiệm vụ cũng như là bài tập mà giáo viên giao. Đồ dùng và trang thiết bị dạy học. Đầu tiên thì đối với giáo viên, với bản thân em thì em sẽ sử dụng phương tiện minh họa là quần mẫu. Ở đây thì em sẽ sử dụng một quần tây nam và một quần tây nữ. Đối với quần tây nam thì sẽ sử dụng lưng Mỹ, và đối với quần tây nữ thì có thể là sử dụng lưng thường. Tiếp đến là có thể là thêm lưng Mỹ để cho các bạn có thể dễ quan sát được cái lưng Mỹ nó sẽ như thế nào ạ. Thêm đó thì em cũng sẽ may mô hình từng bước của việc may cái lưng quần tây, lưng Mỹ quần tây. Em sẽ sử dụng giáo án, bảng phấn, bộ dụng cụ người may, các phiếu giống như là phiếu học tập để các bạn có thể ghi các nội dung học, phiếu hướng dẫn thực hiện, phiếu đánh giá. Về phương tiện phấn khích thì em cũng sẽ cho các bạn về phiếu thảo luận nhóm ở các bài tập nhóm. Bạn tích điểm có nghĩa là tính điểm để có thêm vào đó là quà tặng của các trò chơi, hay là em cũng tạo câu hỏi của trò chơi Kahoot ạ. Về hình thức tổ chức dạy học cũng là hoạt động theo nhóm, kiểu hoạt động giáo viên là người gợi ý định hướng các hoạt động, học sinh sẽ hoạt động tích cực và sẽ chủ yếu sử dụng các phương pháp như là thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm hay là dạy học nêu vấn đề ạ. Đầu tiên em cũng sẽ ổn định lớp học và hỏi về sĩ số của lớp học. Về nội dung của bài học thì là về việc dẫn nhập, thì đầu tiên em sẽ cho các bạn học sinh xem một cái quần tây mẫu. Cái quần tây này thì quần tây nam, và có thể là yêu cầu các bạn học sinh liệt kê lại các cụm chi tiết cấu thành nên quần tây. Thì đáp án sẽ gồm có 3 cụm, đó chính là cụm thân trước, cụm thân sau, cụm lưng. Em sẽ hỏi các bạn là vậy các bạn đã được học các cụm nào? Các bạn sẽ trả lời là cụm thân trước và cụm thân sau. Em sẽ kêu là như vậy thì các bạn chưa được học cụm lưng, và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện cụm lưng và thân ở quần tây nam. Thêm vào đó thì sau khi mà nói câu đó thì em sẽ phát ra thêm cho 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ có một quần tây nam và một quần tây nữ. Em sẽ phát cho các bạn 2 chiếc quần. Một là quần tây nam và quần tây nữ. Quần tây nam thì lưng Mỹ, quần tây nữ thì lưng thường. Em sẽ hỏi các bạn là liệt kê điểm khác nhau cơ bản giữa 2 kiểu lưng quần để các bạn có thể nói ra là bắt các bạn có thể không dùng từ lưng Mỹ hay gì đó, mà các bạn có thể kêu là cái lớp ở bên trong của cái lưng quần này thì khác với cái lớp của cái lưng quần khác. Từ đó thì em sẽ dẫn dắt vào bài học là ở quần tây nữ thì chúng ta đã được học cách tra lưng thường, thì buổi học hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện việc tra lưng Mỹ ở quần tây nam. Về sau đó thì em sẽ giới thiệu về cái chủ đề học bằng cách là sẽ phát cho các bạn phiếu học tập để các bạn có thể ghi được cái nội dung bài học cũng như là theo dõi bài giảng, ghi tên bài học ghi tên bài học lên ở trên bảng, và trình bày các mục tiêu cần đạt được. Về nội dung bài học thì em sẽ chia làm 2 nội dung chính. Đầu tiên là sẽ tìm hiểu nội dung là quy trình may lưng Mỹ vào thân ở quần tây nam. Ở nội dung đó thì em sẽ chia làm 3 nội dung nhỏ. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu cho các bạn các chi tiết của lưng, các chi tiết để có thể cấu tạo nên lưng cụm lưng Mỹ ở quần tây nam. Cái nội dung tiếp theo là quy trình may, và cái tiếp theo nữa là một cái là yêu cầu kỹ thuật của lưng quần, và nội dung chính thứ hai là thực hành may lưng Mỹ vào thân. Và để đi đến giải quyết cái vấn đề đó thì cái nội dung đầu tiên là quy trình
may lưng mỹ vào thân với nội dung 3.1, với nội dung 1.1 đó chính là giới thiệu các chi tiết của lưng quần. Thì em sẽ ở đây thì em sẽ chia nhóm cho các bạn và nói với các em sẽ chủ động chia nhóm chứ không có cho các bạn chọn nhóm, mà chia số lượng của các hai nhóm bằng nhau. Mà ở phía bên đó thì em sẽ nói với các bạn là nhóm này là nhóm mà chúng ta có thể là phối hợp và làm việc xuyên suốt từ đầu buổi cho tới cuối buổi, cho nên là mong các bạn có thể phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau. Thì em có thể hướng dẫn cho các bạn là thành lập nhóm và ghép nhóm và phát cho các bạn phiếu thảo luận của hai nhóm. Đầu tiên thì hoạt động nhóm đầu tiên là em sẽ, cái hoạt động này thì sẽ là phát hai mẫu, hai quần tây mẫu lưng Mỹ. Thì mỗi nhóm sẽ xem cái quần tây mẫu đó và lần lượt mỗi nhóm sẽ liệt kê từng chi tiết và nêu lên số lượng của các chi tiết đó. Ví dụ như là nhóm bên trái vừa trả lời xong, xong rồi là nhóm bên phải phải trả lời chi tiết tiếp theo á cô. Xong rồi là nhóm nào mà sẽ trả lời được nhiều chi tiết và đúng hơn thì sẽ được, em sẽ nói với các bạn là sẽ được cộng nửa điểm vào bài tập cuối, là bài tập lớn của ngày hôm nay. Tiếp đến về phần, em sẽ nói các bạn từ các cái chi tiết này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chi tiết này để may lên một cái lưng, may lên lưng Mỹ của quần tây nam, và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về quy trình may của nó thì như thế nào. Và em sẽ đến hoạt động thứ ba, đó chính là em sẽ may có mô hình từng bước của việc may lưng Mỹ. Ở phía bên này thì em sẽ sử dụng Ryuki, và ở phía bên phải thì em sẽ sắp xếp mô hình theo đúng thứ tự rồi ạ. Các bạn chỉ việc em sẽ phát ở phía dưới là các tờ giấy và có nội dung chữ của đó, thì các bạn chỉ việc xếp cái nội dung chữ đó vào đúng với cái hình ở phía bên phải. Và khi mà phát đó thì lúc đầu thì em cũng sẽ nói đến cái tiêu chí chấm điểm là các bạn phải thực hiện ráp đúng hay là sai bao nhiêu chi tiết thì sẽ bị trừ điểm. Và nếu như mà hai nhóm thì nhóm này cũng sẽ, cái hoạt động này thì cũng sẽ được lấy điểm cộng vào bài tập lớn là nửa điểm. Và quy trình đó các bạn sẽ dán. Sau đó thì em sẽ gắn hai câu trả lời của các bạn ở trên bảng. Xong rồi các bạn sẽ tự so, hai nhóm sẽ tự so sánh với nhau. Xong rồi sẽ hai nhóm sẽ tự so sánh, rồi em sẽ cho ra cái kết quả đúng cuối cùng. Nếu như mà nhóm coi thử nhóm nào nhỉnh hơn thì sẽ được cộng điểm ạ. Xong rồi ở phía trên đó sẽ có sẵn được một cái quy trình, mà ở bên trái là cái tên bằng chữ, ở bên phía bên phải là hình ảnh minh họa, cho nên là các bạn cũng có thể hình dung ra được các bước mà để có thể may được lưng Mỹ của quần tây. Sau đó thì em sẽ muốn hỏi các bạn là các vấn đề khó khăn mà các bạn gặp phải khi tra lưng quần nữ. Khi mà em hỏi như vậy có nghĩa là em muốn khơi ra cho các bạn là các bạn sẽ gặp những khó khăn gì để các bạn có thể tương tác với mình, xong rồi có thể ví dụ những cái thắc mắc đó, xong rồi mà lưng Mỹ có thể hạn chế được, hay là thì em cũng có thể chia sẻ cho các bạn để có thể các bạn có thể may lưng quần tây nam mà không có gặp cái khó khăn đó nữa. Thêm vào đó thì em sẽ nhắc lại quy trình tra lưng quần tây nam theo từng bước. Ở các bước đó thì em cũng sẽ nêu rõ các lưu ý để các bạn có thể thực hiện tra lưng một cách đẹp và chính xác hơn. Có nghĩa là sẽ chia sẻ cho các mà em biết là mấy cái tip này thì sẽ không có nhiều, nhưng mà cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một ít để các bạn có thể dễ dàng tra hơn ạ. Và để cái kết thúc cái phần lý thuyết này thì em sẽ tổ chức một cái trò chơi Kahoot mà bao gồm 7 câu ôn tập kiến thức ạ. Cái này thì em cũng sẽ nói với các bạn là cái này cũng sẽ được tính điểm vào điểm cộng khi mà các bạn tham gia vào trò chơi
tham gia điểm cộng vào bài tập cuối cùng. Cái Kahoot này thì em cũng có tạo mấy câu hỏi, gồm có 7 câu hỏi ạ. Đầu tiên là quần tây nam, em sẽ bắt đầu từ mấy câu hỏi mà dễ. Ví dụ như là quần tây nam được cấu tạo từ mấy cụm chi tiết dựa vào hình thức thiết kế, lưng thì được chia thành hai kiểu lưng thẳng và lưng cong thì đúng hay là sai. Thêm vào đó thì là lưng quần tây thẳng thì phù hợp với đối tượng nào. Trên lưng quần tây thì thường thiết kế mấy con đĩa, quy trình may các cụm chi tiết lưng thì gồm mấy bước, hay là đối với lưng quần tây nam thì tà phải đắp qua tà trái, đúng hay sai. Ở phía này thì có mấy câu hỏi, ví dụ như là tà nào đắp qua để khi mà các bạn may thì các bạn không bị lẫn lộn. Có nghĩa là nếu câu hỏi đó các bạn chọn sai thì các bạn sẽ viết là em sẽ nhắc lại là cái ở trên quần tây nam thì lưng của cái tà trái, có nghĩa là đầu quai dê của tà trái sẽ dài hơn để có thể che, để có thể đắp qua cái tà bên phải để các bạn khi may thì sẽ không bị nhầm ạ. Tiếp đến thì sau khi như vậy thì em sẽ nói đến cái yêu cầu kỹ thuật mà khi các bạn may xong một chiếc quần tây, mà nói đến các yêu cầu kỹ thuật của bạn. Thế và sau đó thì em sẽ tổ chức cho các bạn thực hiện việc may hoàn thành cụm chi tiết lưng. Và em sẽ nói với các bạn cái việc may cụm chi tiết lưng là bài tập lớn, là bài tập lớn của chúng ta ngày hôm nay. Nó sẽ được tính điểm, nó sẽ được tính điểm dựa trên đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ở phía bên trên. Và em sẽ mời hai bạn có thể hỗ trợ cho hai nhóm, chia ra hỗ trợ cho hai nhóm, cũng như là giới thiệu và phát phiếu hướng dẫn thực hiện may cụm lưng, nêu rõ cái tiêu chí chấm điểm của cái bài tập này. Thì cái tiêu chí em cũng đã soạn ra. Đầu tiên thì cái tiêu chí này em sẽ đi hướng đến với các tiêu chí, như là đầu tiên là muốn hướng đến cái thông số kích thước thẩm mỹ hai đầu lưng với lại là mí lưng, có nghĩa là nó phải đáp ứng được đúng cái yêu cầu kỹ thuật mà em đã nêu ở phía trên ạ. Ở đây thì cũng sẽ nói với các bạn là việc mà chiếm về tác phong làm việc nhóm cũng như là vệ sinh của các bạn thì sẽ chiếm đến 2 điểm, cho nên là các bạn cũng cần phải lưu ý về vấn đề này, và cũng sẽ được cộng với điểm của các bài tập nhỏ ở phía trên thì sẽ được điểm cộng vào ở phía dưới. Cho nên là tổng điểm của cái này thì sẽ 10, tùy theo mức độ thì các bạn sẽ được điểm. Và cái phiếu chấm điểm này thì là khi mà hai bạn may xong thì là hai sản phẩm của hai nhóm sẽ được đưa chéo cho nhau, và cái bạn giáo viên hướng dẫn của hai nhóm cũng sẽ là chấm chéo cho nhóm kia. Cho nên là các bạn học sinh đều có thể xem và cùng có thể là thảo luận chấm với cái bạn trợ giảng đó. Và sau khi đó là sau khi các bạn may xong, cũng như là chấm điểm xong thì sẽ kết thúc vấn đề. Em sẽ củng cố kiến thức về việc mà câu hỏi là so sánh sự khác nhau giữa quần tây nam và quần tây nữ. Thì đầu tiên là điểm khác nhau mà cơ bản nhất, có nghĩa là quần tây nữ thì là tà bên phải sẽ đắp qua tà bên trái, còn quần tây nam thì tà bên trái sẽ đắp qua tà bên phải. Và còn những điểm khác nhau khác nữa thì các bạn có thể là về nhà tìm hiểu, cũng như là củng cố về kỹ năng rèn luyện thì các bạn có thể là đưa ra các nhận xét chung về kết quả học tập của các bạn, cũng như là chú ý về phần làm việc nhóm, vệ sinh xưởng, và mong các bạn có thể thực hiện tốt hơn trong những buổi sắp tới. Và em cũng sẽ lưu ý cho các bạn là các bạn cần phải hoàn thiện được cái cụm lưng với thân trên quần cá nhân, và đó cũng là một hướng dẫn tự học ạ. Dạ thưa cô, giáo án của em đến đó là hết ạ. Ok, cảm ơn Vi. Rồi bây giờ mình sẽ nhận xét sơ bài của Vi nha. Rồi Vi stop, chia sẻ đi. Stop, chia sẻ đi để có gì cô sẽ chia sẻ cho nó dễ. Rồi ạ.
Rồi, bây giờ sẽ mời Tuyết, Yến với Thư nhé. Còn ba bạn đúng không? Mình sẽ dạ, cô ơi, có em Hằng nữa cô. Em dùng máy của bằng Thùy đi học mất rồi cô. À, em... ok Hằng. Dạ. Dạ, em nhận xét trước nha cô. Ừ, ok em Hằng. Em thấy cái mà tính điểm của bạn á, bạn cứ kêu là cộng 0.5 vào cái phần cuối, nó làm em cảm thấy là rất là không rõ ràng cái điểm số. Ví dụ như là bạn có thể tính điểm rõ ràng từng cái vòng xong rồi cộng lại tới cuối cùng, mà bạn cứ nói cộng 0.5 điểm vào cuối, em thấy hơi rối cái phần đó. Với là em thấy cái phần mà bạn kêu là sẽ chấm chéo cái kết quả cuối cùng may mà đưa cho học sinh chấm đồ nữa, thì em nghĩ là có tính khách quan không ta? Em thấy em sợ là kiểu là không có tính khách quan để làm cái đánh giá đó ạ. Dạ, em có hai ý kiến đó thôi ạ. Ok hả? Dạ. Dạ. Dạ mời. Cô ạ. Mời Yến. Để em ra bài. Dạ, em có một số góp ý cho bạn ạ. Ở chỗ cái phần dẫn nhập là nó có bạn có đưa ra đáp án là gồm ba cụm chi tiết, nhưng mà hình như là nó mà như là nó thống nhất như từ bữa trước mà trong các bài trước đó, thì nó có chia ra mấy cái cụm túi nữa đó, thì bạn nên nói như vậy cho nó thống nhất với mấy bài bữa trước là nó có cái cụm nhỏ hơn chứ không phải là chỉ có ba cụm như này. Cụm túi cũng như cụm dây kéo thì nó cũng có tạo nên cái quần. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai là xuống cái phần mục tiêu bài học, nó có cái mục 1.3 là yêu cầu kỹ thuật. Em nghĩ cái phần yêu cầu kỹ thuật này nó cũng nằm trong cái phần mà mình sử dụng quy trình may, thì mình may xong thì mình sẽ có cái yêu cầu kỹ thuật cho cái phần may này luôn. Đâu người ta, cái chỗ mà hoạt động 4, cái phần may hoạt động 4, cái chỗ mà đặt câu hỏi các vấn đề khó khăn mà bạn gặp phải khi trao lưng quần tôi nữ. À hôm nay em đọc cái này nhầm, em tưởng là bạn nói là các khó khăn khi mà cái quần này. Dạ, cái này cũng được ạ. Nãy em đọc không kỹ, em tưởng là bạn chưa may mà nói các khó khăn thì bạn sẽ không, nó không hợp lý cho lắm cái phần này. Ok. Dạ em hết rồi. Ok. Dạ. Mời Tuyết. Dạ thưa cô, là nói chung là ý kiến của em thì giống như bạn Hằng ạ. Ok, còn ý kiến gì bổ sung không? Dạ không cô. Mời Thư nào, mời Thư. Alo, Thư còn ở đó không Thư ơi? Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhận xét cho bài của Vi nha. Bài của Vi thì đầu tiên chưa có kéo xuống ở phía dưới, thì cô nhìn ở trên là về vòng mục tiêu. Về vòng mục tiêu thì khá ổn ha. Mục tiêu là nhìn vô khá ổn. Thứ nhất là nhận dạng và phân biệt được lưng Mỹ và lưng thường, liệt kê đầy đủ số lượng cái chi tiết cấu tạo nên cụm lưng và trình bày được cái quy trình may cụm lưng. Ok. Đó là kỹ năng may hoàn chỉnh và kỹ năng phân chia công việc phối hợp làm việc nhóm. Thì nhìn vô đây cái phần mục tiêu ổn. Đó nè. Sau cái phần mục tiêu thì bạn đi tiếp tục qua cái phần gọi là nội dung bài. Đúng không? Nội dung bài. Ở dưới này mục tiêu thì nội dung bài thì chỗ này cũng khá là ổn. Chỗ này thì nãy có Yến hay ai góp ý Yến nhỉ? Yến góp ý cái phần yêu cầu kỹ thuật thì mình đưa xuống cái phần thực hành may. Chỗ này cũng được. Đó nè. Còn không mình để như thế này cũng ok. Đó nè. Nội dung ổn luôn. Bây giờ mình sẽ đi giải quyết. Cái phần giải quyết vấn đề của chỗ của bài của Vi là giải quyết, cô thấy nhìn nó rối quá.
nhìn vô đây cái phần giải quyết vấn đề vi vi để này nhìn nó rất là rối. Ở đây nhìn vô thì mình sẽ tổ chức là hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4, rồi hoạt động 5. Quá nhiều hoạt động, nhiều hoạt động quá. Ở đây một một cái bài giáo án 60 phút mình tổ chức khoảng 2 hoạt động thôi, nhiều hoạt động quá nó rối là một. Thứ hai nữa, cái hoạt động này em tổ chức để đáp ứng cái nội dung nào ở bên này thì phải ghi rõ ra. Ví dụ như có thể là hai cái hoạt động này nè gom lại thành một hoạt động để làm rõ cái nội dung nào ở trên này. Đó là thì mình chia rõ ra, ví dụ như mình chia rõ nha, hoạt động 1 nó ứng dụng cho nội dung này, hoạt động 2 ứng dụng cho này. Cái hoạt động này nó dễ quá hay không? Nếu nó dễ thì mình gom hai cái này thành một. Đó là giới thiệu các chi tiết và đưa vào cái xây dựng quy trình làm một hoạt động. Tổ chức một hoạt động mình đáp ứng được hai nội dung này luôn. Đó nè, mình chia rõ ra chứ ở đây nhìn vô cô thấy rất là bị rối. Thứ hai nữa là cái từ sử dụng, từ viết em sử dụng nhiều quá ở trong đây nè, nhìn cái giáo án nó rất là rối. Cái này không cần thiết, em chỉ ghi những cái tiêu đề thôi. Bước 1 chuẩn bị, bước 2 là may, bước 3 là gì đó, được chưa nào? Còn những cái chi tiết này em đưa vào phần đề cương bài giảng giùm cô nha. Trong cái đề cương bài giảng á, đừng đưa trong giáo án, nó rối, nó nhìn vô nó rối, em tự em làm rối mình luôn, nó rối lắm. Đi lên mình nhìn vô giáo án mình biết nói như thế nào, đưa vào phần đề cương bài giảng. Trong đề cương bài giảng mình sẽ làm rõ, hoặc là trong cái phiếu học tập á nha. Không đưa vào giáo án để thân trước thân sau, vắt sổ xung quanh quá nhiều, nhìn vô là rối, dài quá. Thứ hai, chỗ cộng điểm này cô cũng đồng ý với hồi nãy, bạn nào ý kiến cô quên mất rồi nè, yết hay tiếng hay yết gì đó. Cái này em không cần đưa vô trong này. Ở đâu không đưa này. Chia làm hai nhóm hoạt động một. Chưa có dùng trong cái hoạt động này nè. Em phải làm rõ hoạt động này nè. Nhiệm vụ là gì? Yêu cầu của giáo viên. Em chia ra một là yêu cầu của giáo viên. Thứ hai, yêu cầu của giáo viên hay là giao nhiệm vụ đó. Nha. Đây là hoạt động, ví dụ đây là hoạt động số 1 nè. Em đây là giáo viên, hoạt động của giáo viên bên đây là giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Thứ nhất là làm gì, hai làm gì, ba làm gì chẳng hạn. Đó, trong nhiệm vụ nó, trong nhiệm vụ này mình có để làm cái nhiệm vụ, ví dụ xây dựng cái quy trình may này, mình sẽ có bốn cái nội công việc nhỏ, 1 2 4 chưa? Và học sinh nó sẽ làm cái gì ở trên này thông qua những cái nhiệm vụ này. Nó rất là rõ ràng như vậy. Ở đây mình chia ra nhiều nó rối quá. Nhìn vô đây là cô thấy rối rồi. Thứ nhất là hoạt động quá nhiều hoạt động, năm hoạt động là không có được rồi. Tí xíu mình sẽ đi vào chi tiết để mình chỉnh sửa. Được không nè? Thế là ở đây mình làm mình mới giảng lần đầu mà bạn làm như thế này lên, bạn sẽ nhìn vô giáo án bạn rối lắm, bạn không có, bạn làm sẽ rất là nó bị rối nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi mục tiêu. Thì cô thấy là lúc mà trình bày mục tiêu mình đi rất là rõ, mục tiêu là rõ rồi đó, nhưng mà khi mà triển khai các hoạt động để đạt được mục tiêu này mình bị rối ở dưới phần dưới. Tí xíu mình sẽ đi tháo từ từ, được không nào? Rồi, do phần dẫn nhập nè. Dẫn nhập. Ok, đầu tiên xem qua ba cụm. Ok, chỗ này mình nói rõ luôn. Ví dụ cụm thân trước có thể là gồm có cụm nào. Thân trước thì có túi, túi và ba góp, đúng không? Chi kéo. Thân sau là có túi mổ, chẳng hạn như vậy. Đó, mình nói rõ cụm lưng thì có lưng. Chưa? Và vậy các bạn đã, các em đã được học những cái cụm nào rồi? Thì các bạn sẽ nói, à, học được cụm thân trước rồi cô, học được thân sau rồi cô. Rồi như vậy hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đi qua cái cụm còn lại, đó là cụm lưng, vào bài. Đến đây kết thúc. Được chưa nào? Đến đây là kết thúc dẫn nhập. Còn cái thằng này, hai cái thằng này nè. Cái thằng này em đưa cho nó so sánh. So sánh thì thật ra nó là một giải quyết một cái mục tiêu là phân biệt sự khác nhau giữa lưng Mỹ và lưng thường. Thì cái này em đưa xuống cái phần giải quyết vấn đề, đưa lên đây làm gì cho nó rối nữa. Hình như không Vi? Dạ. Ừ, cái này tự nhiên đến đây là ngon ngon rồi, ngon ơ rồi. Đến đây là cụm lưng. Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn may hoàn thiện cụm lưng vô bài hết chưa? Còn cái này nó đi giải quyết vấn đề mà, giải quyết để may được cụm lưng em phải phân biệt được. Thì cái này đưa vào giải quyết vấn đề, tự nhiên đưa vô đây chi, được không? Bỏ. Rồi, dẫn nhập như vậy đến đó là ok ha. Tục nè.
dẫn dắt vào bài không cần luôn, may cẩm lưng là đưa luôn, may cái cẩm lưng, họ dẫn dắt vào bài may cẩm lưng đưa ra rụng lưng thôi, sau bắt đầu mà ghi tên bài vô nè, chưa ghi tên bài vô nè, chưa ghi tên bài may hoàn chỉnh cẩm lưng luôn, chưa ghi tên bài xong nè, ghi tên bài xong bây giờ mình mới đi vào mục tiêu nè, mục tiêu và giới thiệu các cái nội dung thì lúc đó em mới đưa cái sản phẩm ra em cho học trò nó coi được không? À, bây giờ ghi tên bài không nè, xong cho học trò nó xem cái sản phẩm mà nó sẽ may được trong ngày hôm nay là cái quần tây lưng Mỹ đây. À, bây giờ các bạn xem, các bạn thấy cái quần tây lưng Mỹ này nó đẹp không? Không, cái lưng này nó đẹp không? Thì tôi nói, các bạn sẽ thấy là đẹp, à rất là đẹp, đúng không nào? Và các bạn có thấy có điểm gì khác khác so với cái quần lưng quần quần nữ mà mình đã may không? Thì nó nói dạ, quần lưng nam này, cái thấy cái lưng này nó khác nè, đó nè. Như vậy đây cái lưng này người ta gọi là lưng Mỹ, còn cái lưng mà các bạn may quần nữ nó gọi là lưng thường. Như vậy làm sao để mình biết cái lưng Mỹ này với cái lưng thường nó có điểm gì khác và giống nhau, thì chúng ta sẽ đi vào bài và để thực hiện để may được cái lưng như thế này thì chúng ta sẽ biết à, theo các bạn thì chúng ta cần phải đạt được những mục tiêu gì, đó đó, cần đạt được những mục tiêu để làm, cần đạt được những mục tiêu hoặc cần có những cái gì, điều kiện gì để chúng ta may được cái quần giống như thế này, thì nó sẽ nói là à thì thưa cô có chi tiết đó, các cái chi tiết may lưng rồi quy trình may lưng làm sao đó nào, thì lúc này cô mới đưa ra cái mục tiêu đó. Mục tiêu đầu tiên là các bạn phải biết được à các chi tiết, liệt kê được các chi tiết của cái lưng Mỹ là gồm có những cái chi tiết nào. Thứ hai là các bạn quy trình may là may như thế nào. Nhưng ở đây cô còn có một cái mục tiêu nữa. Mục tiêu các bạn là các bạn phải được so sánh được giữa cái lưng Mỹ và lưng thường nó khác nhau làm sao. Đây cái mục tiêu này nè, em phải chèn vô thêm phần trên giùm cô nè. Đó nè. Đây nè, liệt kê đầy đủ trình bày quy trình may, nhưng mà chỗ này dọc cho đây dùm cô Hồng một cái nữa là các bạn phải so sánh được luôn. Các bạn phải so sánh, các bạn phải phân tích được luôn là sự khác điểm, những cái điểm nào, điểm khác biệt giữa cái lưng thường và lưng Mỹ. Chưa? Đó là một cái kiến thức, mục tiêu mà các bạn vừa đạt được. Rồi thêm mục tiêu đó vào nha. Rồi mình đi giải quyết nè. Rồi từ mục tiêu này mình đưa vào bài thôi, được không? Là bài quy trình may, được không? Thứ hai là thực hành may. Chứ quy trình may thì gồm có gì đó mình đưa vào nội dung. Chưa? Rồi mình đi giải quyết nè. Giải quyết đầu tiên là các bạn phải liệt kê được các cái chi tiết, đúng không nào? Mục tiêu đầu tiên là liệt kê được các chi tiết. Thứ hai là các bạn biết cái quy trình may đó như thế nào và so sánh được giữa lưng thường và lưng Mỹ là sao, được không ạ? À? Trên này bạn chia nhóm cái gì đó ở trên này, ghi vô nội dung trên này luôn, hoặc là có thể chia nhóm trên này nè. Ở đây hoạt động của giáo viên chia nhóm. Hồi nãy em nói chia nhóm là không có theo ngẫu nhiên gì đó, em ghi chia nhóm đó là giáo viên chia nhóm, còn ở đây học sinh là chia nhóm theo sự giáo viên phân công. Sau khi chia rồi mình bắt đầu tổ chức hoạt động nè. Như vậy trong cái hoạt động này nè, ở đây hoạt động số 1, ở đây ghi một hoạt động số 1. Hoạt động số 1 em cho học trò nó làm luôn chỗ cái phần là giới thiệu chi tiết với quy trình vô một phần, một hoạt động thôi. Cô coi ở dưới này là cái gì nữa đây. Yêu cầu kỹ thuật, thứ ba là may, đúng không? Đó, thì em chỉ tổ chức hai hoạt động thôi. Hoạt động số 1 Hoạt động số 1 là các bạn được xây dựng cái quy trình đó, hay là trình bày cái quy trình đó. Chưa? Hoạt động số 2 là may. Vậy thôi, hai hoạt động được rồi. Như vậy trong cái hoạt động xây dựng quy trình nó có nhiều cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ 1 là nó phải liệt kê được chi tiết, đúng không? Nhiệm vụ thứ hai là phải liệt kê xây dựng được cái quy trình, đúng không? Đó,
đưa ra chi cho nó nhiều hoạt động một hoạt động hai chi cho nó rối não vậy, cô rối não là học trò nó rối não theo. Ok rồi, bây giờ ở đây nè, cái chủ yếu cái mục tiêu của em ở đây á là em phân biệt giữa cái lưng thường và lưng Mỹ nó có những cái điểm nào giống và khác nhau. Như vậy ở chỗ này có hoạt động, cái hoạt động này nè, thì chỗ này Vi sẽ làm một cái hoạt động xây dựng như thế này, là cho hai nhóm nó sẽ cầm cái một cái quần tây lưng thường, một cái quần tây lưng Mỹ, đúng không? Được chưa? Có hai sản phẩm mẫu và cô cung cấp cho các bạn một cái bảng so sánh như đây. Đây là nội dung, bên đây là lưng thường, chưa? Bên đây là lưng Mỹ, được không? Hoạt động bên đây thì bên đây em có thể chia là số, một cái là số thứ tự nữa, thứ tự nè, bên đây là nội dung nè, chưa? Chủ yếu em cho các bạn phân biệt giữa lưng thường và lưng Mỹ ba nội dung như sau. Nội dung số 1 là liệt kê chi tiết, đúng không? Chi tiết. Chưa? Nội dung thứ hai là gì? Sau khi các bạn liệt kê rồi thì các bạn có thể là học nội dung số 1 em có thể cho ứng dụng đi. Ứng giờ nãy em có nói là trong phần gọi là ứng dụng của lưng Mỹ và lưng thường, đúng không? Cái lưng Mỹ thì nó như thế nào 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 đó. Thì có thể em cho là một là ứng dụng đi. Ứng dụng cái lưng, theo các bạn thì cái lưng Mỹ này thường ứng dụng cho quần tây nào? Quần nữ nó ứng dụng cái lưng Mỹ này được không? Được chưa? Ứng dụng. Thứ hai là mới liệt kê chi tiết. Và thứ ba là quy trình. Quy trình may. Chưa? Cho các bạn. Thì qua thông qua cái bảng này thì các bạn thấy được ôn lại kiến thức của cái may lưng thường của quần tây nữ, biết được kiến thức của may lưng Mỹ quần tây nam, và so sánh được hai cái thằng này nó những cái điểm nào giống và khác nhau. Đó mới là mục tiêu mà chính mà mình cần đạt được trong cái hoạt động này á. Ok. Dạ. Ví dụ về phần ứng dụng thì mình có cho các bạn thấy nó ứng dụng là ở đây thường cái lưng Mỹ này cho ứng dụng thường là quần tây nam. Thì các bạn hay sử dụng cái lưng Mỹ, còn quần nữ có ứng dụng lưng Mỹ được không? Em thấy, dạ em thấy quần nữ thì dạng như là nó ít sử dụng tay nữ, tay nó sẽ ít sử dụng lưng Mỹ ạ. Mà như là mấy cái quần mà em dùng thì không có luôn ạ. Đó, cho nên ứng dụng đây là điểm khác biệt nè. Nên cái lưng này nè, đa số là quần nam người ta sử dụng. Đó là còn quần nữ nó ít, rất ít. Thì để cho học trò nó biết cái này chứ không phải lấy cái lưng Mỹ này thấy may đẹp quá nó về nó ứng dụng cho quần nữ cũng được, không được. Ngoài ra cái lưng Mỹ này có ứng dụng trên váy được không? Em thấy váy nữ thì em cũng không thấy lưng Mỹ luôn á cô. Đó, đó là cái điểm đó là mình cần phải nói đó. Được không nào? Đây là cái phần gọi là ứng dụng. Cho nên hôm nay mình học qua quần tây nam, cho nên quần tây nam đa số là dùng lưng Mỹ chứ không dùng lưng thường, vì vậy nên cô mới dạy lưng Mỹ. Đó là một ứng dụng, đúng không? Thì các bạn nhận xét được, so sánh được những cái điểm, những cái sản phẩm khác, bạn có nhiều cái kỹ năng nữa chứ bạn không gói gọn trong cái kỹ năng này. Rồi bây giờ các chi tiết, liệt kê các chi tiết qua nội dung số 2 nè. Giờ các bạn có hai cái quần mẫu bạn cầm rồi đó. Đó là hai quần mẫu cầm đó. Giờ thử cầm cái quần thì đầu tiên liệt kê trước chi tiết của quần tây nữ đi, lưng thường nè là bao nhiêu, nó liệt kê được liền lưng trước, lưng bao nhiêu miếng đó nào, rồi có keo vậy thôi, đơn giản mà, này đâu có nhiều đâu, đó nào, lưng bên trái lưng bên phải hai miếng là keo hết rồi. Riêng cái thằng lưng Mỹ nó khác bị khác như thế nào, nó sẽ liệt kê khác như thế nào, nói giùm cô xem. Dạ. Lưng Mỹ nó khác nhau như thế nào với lưng này? Em Vi nói thử xem. Dạ đầu tiên thì là cái lưng mà tụi em được học ở bên tây nữ thì là lưng trái với lưng phải là nó sẽ là nhân 2, số lượng chi tiết nhân 2. Nó sẽ được ép keo một, nó cũng sẽ được ép keo. Còn đối với cái lưng Mỹ này ở phía cái mặt trong của cái lưng thì sẽ không được, không sử dụng vải nữa mà người ta sẽ sử dụng cái lưng Mỹ đó luôn ạ.
Vậy bây giờ nè, cái miếng đầu tiên là miếng ngoài nè. Miếng ngoài, cái miếng lưng phía bên ngoài, nằm bên ngoài là vải chín đúng không? Dạ. Đúng chưa? Bên này giống không? Cái này cũng vải chín nè. Dạ giống. Chưa? Cái này cũng nhân nhân 2 đúng không? Cái này nhân 2 đúng không? Hay nhân 4, nhân 4 chứ. Bên này nhân 4 đúng không? Lưng ngoài cho lưng ngoài đi nhân 2 chứ, cô xin lỗi. Chưa? Dạ. Chưa, lưng trái lưng bên trái bên phải, nếu mình chia ra bên trái lưng bên phải chẳng hạn như vậy. Thì bên này vải chín nó đều nhân 2 chẳng hạn như vậy. Tiếp tục ở bên cái lưng nằm ở bên trong nè, thì bên này cũng là vải chín. Đúng chưa? Còn bên này là gì? Cái lưng vải Mỹ à? À, vải lưng Mỹ, đúng không? Nhân 2 chẳng hạn như vậy, hoặc là hoặc cái này em có làm một cái coi quần mẫu của mình là làm xuyên suốt luôn, một cái thôi không cần phải hai cái. Đó. Các bạn sẽ quan sát vào quần tây mẫu, cái quần tây các bạn sẽ trả lời. Dạ. Được không? Được chưa? Rồi keo. Keo bên này có keo, bên này keo hay bên đó cũng có keo ạ. À. Ừ, bên này cái quần mà đúng không? Bên này có keo không? Dạ có luôn ạ, à. Nó sẽ ép qua mặt phải không phải? Ừ. Như vậy ở đây nhìn vô hình dung vô hình chung là điểm khác nhau là của nó là chỗ nào? Trên lớp lót ở bên trong. Đúng. Đó. Thì khi mà các bạn cho làm này học trò nó nhớ lâu không? Dạ có. Lâu. Nhớ liền luôn và nó sẽ thấy điểm khác biệt luôn. Ở nào? Khác biệt luôn. À đối với cái lưng Mỹ thì nó chỉ khác cái phần lót ở trong thôi. Không? Nhưng mà mình sẽ hỏi là tại sao quần nam người ta sử dụng cái này về nghiên cứu nha. Cô, cái nhiệm vụ của cô là cô sẽ trả lời nè. Tại sao người quần nam người ta sử dụng cái lưng ở trong là làm lưng Mỹ? Làm lưng vải thường có được hay không? Câu hỏi số 2, lưng Mỹ, tại sao dùng lưng Mỹ? Làm vải thường có được hay không? Và tại sao người ta hay sử dụng cái lưng Mỹ này mà người ta không dùng lưng vải này? Dạ cô, em có thể trả lời cái câu hỏi đó được không ạ? Ừ, trả lời đi. Dạ em có đầu có tìm hiểu thì người ta bảo là người ta sử dụng cái lưng ở phía bên trong của cái lưng quần tây nam thì phải sử dụng với một cái chất liệu đặc biệt, bởi vì cái đặc điểm của khi mà người ta mặc quần tây nam là người ta phải bỏ áo trong quần, cho nên là cái chất liệu đó nó phải giúp cho giữ được cái lớp áo không có bị dễ bị rớt ra khi người ta đóng thùng ạ. Còn lý do nào nữa không? Với lại là việc mà chúng ta may cái lưng Mỹ thì nó sẽ dễ hơn so với cái chúng ta may với lớp vải thường. Bởi vì em nghĩ là cái lưng Mỹ thì nó ít có cái độ co giãn hơn á cô. Cho nên là khi may thì nó sẽ dễ hơn khi mà mình may cái vải thường. Vải thường thường nó sẽ bị giãn hoặc là nó bị xéo cái sợi hay gì đó ạ. Đó. Dạ. Cái này có thể là Vi sẽ đặt câu hỏi với học trò. Học trò nó sẽ trả lời một vài ý như vậy, có thể học trò nó trả lời được. Đúng không? Ví dụ đầu tiên là về thẩm mỹ nè, đúng không? Thẩm mỹ nhìn vô nó vẫn đẹp hơn nè. Thứ hai là nó may dễ hơn nè. Thứ ba là giữ được cái áo đóng thùng không bị bung ra bung vô nè. Thứ ba là thường nó ứng dụng cái này cho công nghiệp này chẳng hạn như vậy. Dạ. Yeah. Đó, học trò nó nói một vài cái. Ba nhiệm vụ của cô là cô chốt lại cái này. Đó. Chưa? Yeah. Bên cái ý này nó sẽ làm rõ hơn nữa cái phần một ở trên. Rõ hơn cái phần ứng dụng ở trên, thể thêm một lần nữa, nhắc lại thêm một lần nữa tại sao quần tây nam người ta hay sử dụng lưng Mỹ. Ok, được chưa nào? Dạ rồi ạ. Mình đào sâu, rất đào sâu về phần kiến thức, được chưa nào? Rồi ok, như vậy cái điểm ở đây em nói đến nước đó và em hỏi thêm một vài câu hỏi nữa để cho các bạn làm sáng rõ tại sao các bạn phải may cái lưng này. Dạ. Được không nào? Rồi tiếp tục. Như vậy chúng ta đã có biết ứng dụng của nó rồi, chúng ta biết được gì? Các cái chi tiết để may hoàn chỉnh cái lưng Mỹ này rồi. Bây giờ chúng ta đi qua phần quy trình. Đúng không nào? Quy trình, thì quy trình may của nó như thế nào? Như vậy trước tiên mà may quy trình may lưng Mỹ thì các bạn liệt kê giùm cô xem là may cái lưng thường chúng ta đang may làm sao. Đúng không? Ghi ra bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 gì đó, ghi ra. Chưa? Yeah. Như vậy khi nó liệt kê cái bước lưng thường này nè thì mình sẽ chốt là à như vậy ở đây là đúng rồi, may bước 1 là mũi keo, bước 2 là may lộn lưng, rồi bước 3 là may cặp vô lưng vô thân, rồi bước 4 là may mí chẳng hạn như vậy, được chưa nào? Đó, nó liệt kê 1 bước 1 bước 2 bước 3 bước 4. Nhưng mà chúng ta mới sửa.
À, hoặc là chúng ta để nguyên gì luôn. Rồi, đó là lưng thường. Tiếp tục, bây giờ các bạn quan sát qua phần lưng Mỹ nè. Bạn quan sát thử xem, theo các bạn thì cái lưng Mỹ như này chúng ta may làm sao? Hoặc, chỗ này nó khó, đúng không? Nhìn cái quần nó khó. Cô cung cấp thêm một dữ kiện nữa dùng cô Hồng là gì? Cái bản quy trình hồi nãy cô cho đó. Cho nó sắp xếp gì đó. Được chưa? Đó, cô cho cái quy trình nãy đó. Thì cô cho sẵn cái quy trình bây giờ cho các bạn. À, cái này là cái phần mới nè. Kiến thức mới nè. Cô sẽ cần cung cấp cho bạn thêm một dữ kiện nữa. Ngoài cái quần tây mẫu mà các bạn đang quan sát. Thì cô cung cấp thêm một cái dữ kiện nữa. Đây là cái mô hình mà cô đã may từng bước rồi. À, cô đã sắp xếp may từng bước rồi. Giờ các bạn dựa vào các mô hình nhỏ từng bước này, các bạn liệt kê bước 1 là may cái gì, bước 2 là may cái gì, bước 3 là may cái gì. Ok. Được nào. Thì khi mà các bạn liệt kê vô đây nè, thì các bạn sẽ thấy được a à, giữa đầu tiên các bạn, cô quan trọng là cô phải chốt lại vấn đề. Như vậy đầu tiên nhìn vô hai cái lưng lưng thường và lưng Mỹ nè. Thứ nhất là các bạn cho cô trả lời xem, thứ nhất là các cái bước có bao nhiêu bước, các bước quy trình đó. Lưng thường thì chúng ta có năm bước chẳng hạn, đúng không? Mặc dù nó là, còn lưng này nó 6 bước chẳng hạn. Ở nào đó thì nó sẽ là các bước trước, bước một lưng thường là có 5 bước, cô bước 6 bước. Như vậy các bạn tiếp tục câu hỏi số 2 nè, so sánh giùm cô xem giữa lưng thường và lưng Mỹ thì có những cái điểm nào giống và khác nhau về mặt quy trình. Nhìn vô đầu tiên bước 1 của keo giống nhau không? Giống, chẳng hạn vậy. Bước 2 may lộn giống nhau không? Giống. Bước 3 là may kẹp giống nhau không? Giống. Bước 4 là gì đó, nó sẽ có một hai vài bước thì nó đã bị khác nhau ở đây nè. Và cô xoáy vào cái bước này nè, cô nói. Kem Vi. Dạ. Rồi theo Vi thì hai cái này chỗ nào để giống và khác nhau như thế nào? Cô là lưng cái lưng Mỹ với cái lưng thường đầu tiên thì nó sẽ khác nhau ở cái đầu quay dê. Mình phải đối với lưng thường thì cái miếng ở phía bên trong sẽ là một miếng liền luôn. Còn đối với lưng Mỹ thì mình phải sử dụng một miếng vải để làm đầu quay dê, nó sẽ được may nối với chiếc lưng Mỹ. Xong rồi là cái ở phía cái này thì nó sẽ, các bạn còn phải lưu ý khi mà may cái đầu quay dê làm sao để cho nó không bị le mí từ phía trong, cũng như là làm sao để cho may cái đầu quay dê nó được đẹp ạ. Em thấy nó như vậy. Xong rồi thay vì đối với cái lưng thường thì cái lớp ở mình sẽ may lớp vải chính, may hai lớp vải chính giống nhau với nhau, thì cái đối với cái lưng Mỹ thì mình sẽ may cái lớp vải chính với cái lớp lưng Mỹ thôi ạ. Em thấy thì nếu như mà mình may lưng vải bằng vải chính thì mình cũng có thể, khi mà mình mí thì mình có thể gấp cái miếng vải ở phía bên trong lên cho nó đẹp luôn. Còn miếng vải lưng Mỹ thì mình không thể nào mình gấp cái đường ở phía dưới gấp lên được, mà mình phải để cho nó phẳng thôi, mà chỉ đạt được một cái đường ngang qua thôi ạ. Khác dạ. Nhau đó là cái quay dê. Đúng chưa? Dạ. Rồi, xoáy sâu rồi cái quay dê, được không? Rồi tiếp tục là may lộn, đầu tiên là may lộn lưng. May lộn lưng có giống không? May lộn lưng. Ừ. Dạ nó cũng là, giống hả? Giống đúng không? Rồi, chỉ có dạ. Phần gọi là may cặp cái lưng vô thì nó có giống không? May cặp lưng vô cái vải chính với phần thân nó cũng giống đúng chưa? Dạ. Rồi phần mí nó khác nhau thôi, phải không? Phải không? Dạ đúng rồi, em thấy đó. Khác nhau chỗ quay dê với mí à. Ừ, đó. Đó thì vô nhìn vô đây thì nó khác rồi nè. Được chưa? Rồi cô sẽ nói kỹ hai cái phần này nè. Phần quay dê với mí khác nhau như thế nào? Có thể là may mẫu cho các bạn cái phần quay dê này nè. Còn cho các bạn xem một cái đoạn video để các bạn biết cái quay dê này may như thế nào, để tí xíu các bạn thực hành. Dạ. Ok. Đó nè, như vậy những bước khác mà các bạn đã biết làm hết rồi. Như vậy các bước khác sau khi mà cô tổng kết xong thì các bạn thấy à, các bước bước 1, ví dụ nha, bước 1, bước 2, bước 3 là giống như may lưng thường, nên cô sẽ bây giờ mình sẽ nhờ bạn A, bạn B, bạn C, đây là các nhóm. Rồi, hai bước này là hai bước khó nè. Hai bước này nè. Đúng không? Hai bước khó, cô cho các bạn xem video, cung cấp thêm một dữ kiện tiếp.
Đó nè, chúng ta phải cung cấp từ từ. Đầu tiên vô cung cấp quần mẫu, quần mẫu chưa đủ, cung cấp thêm gì đây? Mô hình nhỏ 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 nhỏ, mô hình nhỏ nhỏ chưa đủ, phải có thêm một cái video nữa thì nó mới khai thác được hai cái quy trình này, nó may được. Được chưa? Bắt đầu tiêm túc thêm một cái video. Không, tới đâu thì mình cung cấp dữ kiện đến đó, tùy theo dữ kiện cái đề bài của mình, chứ không phải vô ào ào cung cấp hết một cái lần, học trò nó không biết nó làm cái nào trước, làm cái nào sau. Cung cấp cái video và hai nhóm quan sát may cái quay dê này như thế nào, may cái nẹp mí này như thế nào. Sau khi nó làm xong các bạn thấy ok chưa? Rồi ok rồi, mình đi qua cái hoạt động số 2. Được không? Dạ. Hoạt động số 2 là may đó. Được chưa? Không, chỗ này mà cô làm một đó là cô cho video, hai là cô kỹ hơn nữa thì cô sẽ làm một cái hướng dẫn là a. Bước 1, bước 2, bước 3 giống, mời bạn Khôi lên làm bước 1, bạn Trâm lên làm bước 2, bạn Bill lên làm bước 3. Bước số 4 này khó, cô làm mẫu hoặc không, cô làm mẫu của mày này 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 em có dê. Bước này mí cũng tương đối khó nhưng mà xem video làm được, mời một bạn lên may giỏi của lớp, bạn C lên may giỏi, may cô làm mẫu bước này thôi. Như vậy xong cái phần lưng. Dạ. Được nè. Đó, có hai cái cách mà mình làm như vậy, một là xem video các bạn tự làm, hai là cô làm mẫu một bước. Bước khó. Sau ra bước này bây giờ mình review lại nè. Thế vậy quy trình của may cái phần Mỹ chúng ta có 5 bước, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Như vậy lớp mình đã sẵn sàng chưa? Đây là cái mô hình mà cô vừa dán, cô sẽ dán cái mô hình là nãy cô làm dở rồi đó, cô cho các bạn dán gì đó. Cô làm sẵn cái mô hình sẵn đi. Cô treo lên bảng thôi, dán lên bảng đây. Yeah, bây giờ lớp mình sẽ đi qua cái phần hoạt động số 2 là chúng ta may dựa vào cái quy trình cô cung cấp lên trên bảng này nè, cái quy trình này nè. Hoặc là có kèm với lại cái phiếu hướng dẫn thực hiện. Đó, hai nhóm trong vòng 10 phút thực hiện nhiệm vụ số 2, may hoàn chỉnh cái lưng Mỹ này vào cái nguồn tay. Dạ. Rồi, đó dạ, thì được mình sẽ đi qua cái hoạt động số 2. Như vậy có hoạt động số 1, em chỉ tổng kết hai cái nội dung này vô cô ghi ngắn gọn xúc tích lại cho dễ hiểu. Đó, thay vì em bốn hoạt động giờ cô gom lại một hoạt động thôi đó. Yeah, tiếp tục may cái hoạt động số 2 nè, là may cụm nè. Yeah, nó vô nó may 30 phút. May cho may cái này giống như cho thi vậy đó. Một là cho may cho thi luôn á. Đừng nó may mà giờ mình cho xong cuộc thi, hai nhóm thi với nhau nè. Trong cái thi này cô sẽ chấm, cô đánh giá thứ nhất là cái tiêu chí chấm điểm á. Cô cho một cái bảng tiêu chí ra nè. Không, tiêu chí số 1 nè. Số 1 là thời gian nè. Không, thứ hai là về phần kỹ thuật đó, kỹ thuật thì có thể kỹ thuật là trong cái phần mà tiêu chuẩn kỹ thuật ấy, đưa cái tiêu chuẩn kỹ thuật vào trong đây, lưng nó không bị gì gì đó, em cho tiêu chuẩn vô đây đó. Thì thông qua cái bảng này em sẽ nói là đây là bảng đánh giá, thông qua đánh giá này nó có đời như thời gian nè, thứ hai là về phần kỹ thuật này sẽ có những cái tiêu chí nè, đưa tiêu chí kỹ thuật vô đây, 1, 2, 3. Thang điểm này chúng ta có 10 điểm trong vòng 15 phút hoặc 20 phút gì đó, hai lớp hai nhóm có hoàn tất cái phần lưng Mỹ này. Sau khi nó may xong thì nó sẽ nhận xét nhóm 1, nhóm 2 nhận xét sản phẩm của nhau căn cứ vào cái bảng tiêu chí này luôn đó nè, từ chấm điểm. Dạ. Nhóm 1 chấm điểm, nhóm 2 chấm, 2 chấm điểm, nhóm 1 căn cứ bảng tiêu chí này nè. Sau đó là cô mới review, cô rút lại như vậy trong quá trình may mình có những cái điểm nào cần khắc phục, cần nhóm nào còn sai chỗ nào, dựa trên cái sản phẩm của hai nhóm nó may đó. Thì do nhóm này nó may cái lưng nó chưa được êm phẳng là do như thế nào, hoặc là bên đây may mí như thế nào, quay dê làm sao, cô nhận xét luôn dựa trên cái này là học trò nó thấy được cái sai đó nè, khắc phục liền để vô cái quần tây mà cá nhân các bạn không bị sai nữa. Dạ là xong cái bài của mình rồi. Ok rồi, dưới này em tổng kết dạ, bài thì em cho một giơ một cái bằng Kahoot đó nè, kỹ năng mềm. Ủa Kahoot nãy chơi đâu vậy? Em định chơi trước khi mà các bạn may cô, bởi vì em sợ các bạn sau khi mà may xong rồi các bạn sẽ kiểu không còn hứng thú để làm nữa, cho nên em định sau khi mà dạy hết cái phần lý thuyết thì có thể cho các bạn chơi Kahoot xong sau đó các bạn mới may ạ. Ồ, không được. Kahoot một là đầu giờ ôn bài cũ, hai là cuối giờ. Lý thuyết em, nếu em về là lý thuyết hết là em vẫn chia ra cái bài, không phải là tích hợp đâu nha. Lý thuyết và thực hành là không tích hợp nữa. Tích hợp là lý thuyết kết hợp thực hành, nó không có chia lý thuyết gì ở đây.
À dạ, vậy em sẽ chuyển nó thành ở phía cuối chơi Đúng Kahoot đúng rồi, không đúng cô? rồi, kết cũng tốt. Đây nè, cũng có kiến thức và kỹ năng chơi Kahoot vô đây. Nha, Kahoot thứ nhất là mình gì có một là các chi tiết có thể đưa các câu hỏi đó, mình có so sánh gì ở đây nữa không? So sánh mình làm và giải quyết vấn đề nó xong hết rồi, đừng so sánh ở đây nè. Chơi Kahoot vô đây, cho 5 câu hỏi. Thứ nhất câu hỏi về gì đi, các chi tiết Dạ không? rồi, hồi nãy em có làm về câu hỏi về 7 cái câu hỏi á cô. Đó, ok. Đâu nè, 7 câu hỏi nào đâu? Có trong đây không? Em sẽ làm nó ở trên Kahoot luôn ạ. 7, 5 đến 7 câu thôi. Đó, ôn về những cái gì đã học về phần lý thuyết, về phần kỹ năng. Kỹ năng thì mình không có ôn ở đây được, thì mình đưa vào quy trình. Dạ em Đúng không? sẽ ôn về lý thuyết, em sẽ hỏi các bạn 7 câu như là câu 1 là quần tay nam được cấu tạo gồm mấy chi cụm chi tiết. Câu 2 thì dựa vào hình thức thiết kế thì lưng được chia thành hai kiểu là lưng thẳng và lưng cong đúng hay sai? Câu 3 là lưng quần tay thẳng thì phù hợp với đối tượng nào? Ở đây thì kiểu quần tay thẳng thì sẽ phù hợp với người không có bụng ạ. Câu thứ 4 thì là trên lưng quần tay thì thường thiết kế mấy con đĩa. Quy trình may cụm chi tiết lưng thì gồm mấy bước? Và đối với lưng quần tay nam, tà phải đắp qua tà trái đúng hay sai? Tà phải là gì? Dạ. Tà phải là gì? Cái con đĩa Em hỏi cái câu là đối với lưng quần tay nam thì tà phải đắp qua tà trái, có nghĩa là cái khi mà mình gài nút có nghĩa là cái nút ở dưới tà trái còn tà phải là ở phía trên đấy cô. đắp cái qua dê qua cái gì? Dạ đúng rồi, cái quay Đúng dê không? Cái qua dê ghi tà phải tà trái, nó không có hình dung ra đâu. Ở vậy nè, thì mình sẽ ghi là thường cái đó quay là dê. thường cái đó là mình nói là thường cái đó mình sẽ căn cứ vào phần tra dây kéo á, nam tả Dạ. nữ hữu, nam là tra dây kéo bên nào và nữ tả tra dây kéo bên nào, thì tra dây kéo bên nào thì bên Dạ. còn lại nó đắp qua vậy thôi. Dạ. Không, mình căn cứ vào cái phần điểm tra dây kéo chứ không có tà trái tà phải, đây mình nói rối Dạ, mình sẽ đúng dùng không? từ cái qua dê hả cô? Hay là Dùng cái quay mình dê. sẽ... Dạ. Ví dụ cái quay dê thì nó sẽ đắp từ bên trái qua bên phải hoặc bên phải qua bên trái, thì các bạn sẽ lúc đó mình sẽ giải thích thêm, nếu bạn không rõ thì mình sẽ giải thích là à như vậy cái quay dê này nó phụ thuộc vào em tra dây kéo nam tả nữ hữu, nam thì tra dây kéo bên trái còn nữ tra dây kéo bên phải, đúng không? Dạ. Đó, Em hỏi 7 câu đó à. 7 câu đó cũng được. Tức nhưng mà có một cái câu, tức là khi mà mình hỏi thì mình lưu ý là hỏi những cái câu nào mình đã nhắc đến nói trong bài, kiến thức kỹ Dạ, năng, vậy là cái thấy câu không? mà thiết kế lưng thẳng với lưng cong là câu đó À, nên bỏ hả câu cô? đó có nói trong bài đâu mà đưa vô đây, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi à, em xóa câu đó thôi ạ. Đưa vô quy trình nè, các chi tiết nè, đó là điểm khác biệt, khác biệt về quy trình may chẳng hạn, khác biệt về cấu tạo các chi tiết, không cấu tạo các chi tiết, ví dụ như lưng Mỹ thì nó sẽ có phần nẹp lưng ở trong là lưng Mỹ, còn là vải chẳng hạn, như vậy đó là cái thông một số gợi ý để mình đưa vào thêm câu hỏi. Còn quy trình may thì nó sẽ khác quy trình may ở các bước là quay dê với lại cái phần mí á. Mình cho Dạ. hai cái đó phải A, đúng, A là quay dê, B là đúng chẳng hạn, hoặc là mình liệt liệt kê 5 bước ra, hai bước là đảo lộn hay là nó bị sai thiếu bước gì đó mình chọn đó, để làm Dạ. nổi nổi rõ cái nội dung mình cần phải so sánh ở trong đó. Trong hai câu hỏi có hai câu hỏi so sánh. Dạ. Rồi, vậy là xong được không? Dạ rồi. Dạ được ạ. À. Dạ em cảm ơn cô ạ. Cái bài mình nó sáng hơn ha. À. Dạ. Lúc này em thấy chia nhiều hoạt động quá em cũng thấy rối á cô. Đó, nhìn vô đây nó năm hoạt động thì ô hậu quả luôn, cô rối mà học trò nó cũng rối, được chưa? Dạ. Dạ rồi Rồi, ạ. ok, còn hỏi gì nữa không Phi? Dạ không ạ, à, em cảm ơn cô ạ. Rồi, những bạn khác đây, Yến với Tiết. À, Rồi em ok. Hằng với cô.
Dạ cô ơi, cho em hỏi là cái phiếu, ví dụ như là cái phiếu thảo luận em đưa cho mấy bạn, là mấy bạn là nhóm trưởng rồi sẽ chia nhiệm vụ á cô, là em sẽ ghi tất cả các bước của cái quy trình may, xong rồi bạn sẽ điền cái người thực hiện cái công đoạn đó thôi hả cô, hay sao cô? Phiếu thảo luận cho anh nào? Dạ em định là quy trình cái lúc may á cô, là em sẽ cho mấy bạn cái phiếu phân công nhiệm vụ để cho ai cũng được làm á cô, nên là em sẽ ghi tất cả các quy trình xong rồi mấy bạn sẽ điền tên cái người thực hiện cái công đoạn đó thôi, được không cô? Cũng được, còn không thì cho các bạn điền tên người thực hiện vào công đoạn luôn. Dạ. Mà cái công đoạn đã được nối tiếp từ hoặc là ví dụ như từ cái ở trên mình đã đưa ra các công đoạn rồi đúng không, thì dưới này cho các bạn ghép công đoạn vào trong vị trí với lại vị trí người nào làm công đoạn đó. Dạ. Ok, còn hỏi gì nữa không Hằng? Cô ơi, cái lúc đã cô em muốn dẫn nhập là cái bài của em là may cẩm thực sau là cứ một hai viên với cô, em muốn dẫn nhập là thì bài trước cô Tuyết cũng đã dạy cho các em về hôm trước rồi thì vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua sau, vậy một bạn sẽ liệt kê cho cô các chi tiết ở cẩm thực sau, xong rồi em mấy bạn trả lời và em sẽ nói là vậy thì cô hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em hay với một hai tiền như vậy được không cô? Em bắt qua từ bài bạn Tuyết qua. Bài bạn Tuyết hả? Tuyết là bài bạn Tuyết là hôm bữa may dây kéo là Tuyết xém. May cẩm thân trước đúng không? Ok, ví dụ mình đầu tiên mình cũng nói các cái cụm trên cái thân cái quần tây, để mà hoàn chỉnh quần tây thì chúng ta cần có những cụm nào, và chúng ta đã học cụm thân trước rồi đúng không? Hôm nay thì cô sẽ đưa vào cụm thân sau. Và trong cụm thân sau thì các bạn lưu ý cụm thân sau là nó có cái chi tiết nào thì mình hỏi học trò, nó có phần may túi. Túi mổ, đúng không? Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn may cái cụm thân sau có cái túi mổ hai viên. Hoặc là bữa trước đã may một viền rồi đúng không? Alo. À dạ cô nghe em không cô? Cô nghe nó rè rè lắm bạn ơi. Cô ơi. Dạ thì hôm bữa trước các cô là bạn Vi với bạn Yến cũng đã dạy mấy bạn là may túi một viền với túi hai viền trên mô hình rồi á cô. Mô hình rồi. Ok. Thì mình link lại cái phần mà túi một viền hoặc hai viền, hoặc là link lại cái phần cẩm thân trước đều được. Mà vậy là cái bài của em nhớ là xoáy sau đầu tiên là xác định vị trí túi nha. Dạ. Yeah. Xác định vị trí túi giống như cái phần túi kia đó, xác định vị trí túi trên cái thân, xong xác định vị trí túi xong liệt kê các chi tiết cấu tạo túi và quy trình may túi như thế nào. Dạ. Trong quy trình may túi mình phân công công việc, mình chủ yếu mình đưa vào cái nội dung mà là phân công công việc trong cái quy trình may túi đó. Dạ cô ơi, cái phần mà cái quy trình may túi á cô, là hôm bữa em cũng nói cô là cái hoạt động của em là cũng chia bảng ra, một bên là bước còn một bên là cái mô hình em đã may sẵn từng bước rồi, nhưng mà giờ là em sẽ cho cái bên mà mô hình là sẽ theo đúng thứ tự rồi cho mấy bạn sắp xếp cái bên quy trình thôi, hay là cho hai cái đều đảo lộn cô? Còn bữa trước hình như cô nhớ là em là mình phải dựa trên cái quy trình may túi hai viền, cái cụm thân sau một hai viền, mình cho đảo lộn đi rồi các bạn tự sắp xếp vào, đâu ra ngoài các bạn tự sắp xếp vào. Dạ vậy là cho đảo lộn hai khung luôn hả cô, là các và cái mô hình luôn. Dạ tại hôm bữa em nghe Tiết nói hôm bữa mấy bạn để dạy cái
để vô mà mấy bạn không mở ra coi, cái mấy bạn bị lộn nhiều bước á cô, nên là em định để là cái mô hình là để theo đúng thứ tự, còn chỉ cần sắp xếp các bước theo thôi. Cái mô hình là đúng theo thứ tự 1, 2, 3, 4, đúng rồi, cái mô hình em cho đúng theo thứ tự, mô hình nhỏ đúng không? Dạ. Em để đúng theo thứ tự rồi các bạn tự các bước vô, bạn coi mô hình đó là tương ứng với bước nào, bạn bỏ bước đó vô. Dạ. Dạ. Em cảm ơn cô ạ. Dạ, em xong rồi cô. Em có thắc mắc vậy. Ok. Rồi nếu không có hỏi gì thì mình nghỉ ở đây nha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Ừ rồi, ok. Bye bye mấy đứa nha. Dạ, tạm biệt cô. Ừ.